Bạn đang bước vào lãnh thổ của một công viên hoang dã tuyệt đẹp nhưng bị bỏ hoang. Cỏ mọc um tùm tại chuồng súc vật, những ngôi nhà nhỏ để lâu ngày đến nỗi mạng nhện và nấm mốc có mặt khắp mọi nơi. Bạn bước vào một tòa nhà tối và nhìn thấy vầng sáng màu xanh lá cây phía trước. Bạn đến gần và nhận ra đó là một bể nước lớn. Là nước xanh và cũ, nhưng bạn bị cái bóng của một con cá khổng lồ bên trong đó thu hút. Bạn vừa tìm thấy một con cá mập trắng. Cơ thể của nó gần như là được bảo quản nguyên trạng vì đang nằm trong một lượng lớn dung dịch formaldehyde. Năm 2012, Wildlife Wonderland ở Úc ngừng hoạt động. Tất cả các loài động vật được chuyển đi, nhưng con cá mập đã bị lãng quên. Vào năm 2018, một nhà thám hiểm đô thị Luke McPherson đã đến thăm địa điểm bị bỏ hoang này và đăng một đoạn video về con cá mập đã bị ướp xác. Video đã nhận được hàng triệu lượt xem và con cá mập được đặt tên là Rosie. Kể từ đó, công viên đã thu hút rất nhiều khách du lịch. Thật không may, trong đó có cả những kẻ phá hoại. Họ đã phá hoại cũng như vẽ lên bể cá. Mọi người yêu cầu bảo tồn phát hiện kỳ lạ này, và vài tháng sau, khi cái bể sắp bị phá hủy, con cá đã được chuyển đến một trung tâm triển lãm đang hoạt động khác. Ở đó, họ đã khôi phục lại bể và làm mới chất dung dịch để con cá mập có thể giữ được hình dáng của mình. Địa điểm bị bỏ hoang tiếp theo đáng sợ hơn nhiều. Có lẽ vì thế mà nơi đây thu hút rất nhiều du khách. Chúng ta đang ở Cộng hòa Séc, trong ngôi làng nhỏ có tên Lukova. Khung cảnh ở đây rất đẹp, với những ngôi nhà nhỏ, vài con phố ấm cúng và thiên nhiên trù phú. Giữa những tán cây, bạn chợt nhìn thấy bóng dáng của một ngôi nhà thờ cổ. Trước khi vào bên trong, bạn nhận ra rằng nơi đây đã bị bỏ hoang hoàn toàn. Bạn thấy những viên gạch cũ với lớp sơn mờ trên tường cùng cái mái nhà bằng kim loại rỉ sét. Cái nhà thờ trông hơi kinh dị, nhưng bạn vẫn bước vào trong. Nếu phát hiện ra nơi này vào ban đêm, hẳn là các du khách sẽ bỏ chạy và hét lên vì những gì họ thấy bên trong. Nhà thờ có những vị khách quen. Phần lớn trong số đó đang ngồi trên những băng ghế dài, còn một số người đang đứng. Họ không di chuyển vì chỉ là tượng thạch cao. Nhưng điều kinh hoàng nhất là mỗi bức tượng đều được phủ một tấm vải trắng. Năm 1968, mái nhà thờ bắt đầu mục nát. Cuối cùng nó đổ sập và cư dân không còn đến đây nữa. Vào năm 2014, một nghệ sĩ đã tạc nền những bức tượng thạch cao và đặt chúng ở đây để khiến tòa nhà có vẻ như bị ma ám. Sự sắp đặt này thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Nhờ đó, tiền của được quyên góp lại để phục dựng nhà thờ này. Bây giờ chúng ta đang ở Mỹ, lái xe trên đường cao tốc Vashon. Có một khu rừng rậm rạp ở hai bên đường. Bạn đi tới bến xe buýt và ra khỏi xe hơi. Để chứng kiến điều kỳ lạ đã được nghe kể thì bạn phải đi vào rừng. Bạn lội qua bụi rậm, bùn, cây cối và đây rồi. Lúc đầu bạn thấy không có gì đặc biệt. Nhưng rồi khi nhìn lên thì có một chiếc xe đạp rỉ màu đỏ bên trong một cái cây. Nó đã trở thành một phần của khu rừng. Hai bánh xe và tay lái nhô ra ngoài, còn những thứ khác đều nằm bên trong thân cây. Hóa ra là vào năm 1954, một cậu bé địa phương đã được tặng chiếc xe đạp. Tuy nhiên cậu không hài lòng lắm với món quà của mình. Vỏ xe rất mỏng và cứng, còn ghi đông trông giống như loại dùng ở xe ba bánh của trẻ con vậy. Một ngày nọ, cậu bé đang chơi đùa trong rừng với bạn bè của mình, và cậu chính là đứa bé duy nhất có xe đạp. Khi lũ trẻ rục rịch về nhà thì cậu bé bỏ lại xe đạp bên cây. Cây tiếp tục cứ lớn dần lên và chiếc xe đạp đã trở thành một phần của nó. Hãy rời khỏi những nơi lạnh lẽo tăm tối và đến ngay trung tâm của sa mạc phía nam California nào. Mặt trời như đang thiêu đốt và không có ai xung quanh, chỉ có cát, các bụi cây khô và những ngọn núi ở đằng xa. Một vài giờ đã trôi qua, bạn đang khát nước, mặt trời đốt cháy làn da của bạn và đột nhiên bạn nhìn thấy nước. Hay đó chỉ là ảo ảnh? Bạn đến gần với hy vọng rằng không phải vậy. Vâng, đây là nước thật. Nhưng đó không phải là một ốc đảo, mà ngay giữa sa mạc lại có một bể bơi không được ghi nhận trên bản đồ. Nhảy vào đó thì sướng biết mấy. Nó được gọi là social pool. Một nghệ sĩ đã xây dựng công trình này vào mùa hè năm 2014. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng social pool, nhưng không phải ai cũng có thể tìm thấy nó. Thật không may, ngày nay đây chỉ còn là một cái bể không. Những nơi bị bỏ hoang không chỉ chứa đựng những thứ rùng rợn và kỳ lạ, mà còn có thể khiến người ta tìm thấy chúng trở nên giàu có. Hãy cùng đến với khu đèn đỏ Pigalle ở Paris. Đây là một khu dân cư và chẳng có vẻ gì giống một nơi bị bỏ hoang. Bạn đi vào một trong những ngôi nhà này. Ở lối ra vào, bạn gặp người ta đang kiểm tra thư trong hộp. Bạn đi lên cầu thang và dừng lại ở cửa một căn hộ nào đó, trông thật đổ nát. Bạn mở cửa ra và bước vào trong.
Những gì bạn thấy tại đây khiến bạn liên tưởng đến những thước phim rùng rợn về những ngôi nhà ma ám. Tất cả đồ nội thất và đồ trang trí đều không phải từ thế kỷ này. Toàn bộ căn hộ trông giống như một món đồ cổ. Một lớp bụi dày bao phủ từng centimet một tại nơi đây. Những con búp bê cũ và gấu nhồi bông đáng sợ nằm trên bàn và sàn nhà. Với giai điệu đáng sợ từ hộp nhạc nào đó là bộ phim kinh dị ấy đã sẵn sàng. Bạn cảm thấy như mình đi du hành về thời điểm cách đây một thế kỷ. Và điều đó cũng phần nào chính xác đấy. Chủ nhân của căn hộ đã chuyển đi từ những năm 1940. Bà ấy vẫn để mọi thứ như cũ. Căn hộ đã bị bỏ hoang trong 70 năm. Nó được phát hiện vào năm 2010 khi mọi người bắt đầu định giá tài sản của chủ sở hữu căn hộ. Bà ấy sống ở một nơi khác và không kể với ai về nơi này cả. Khi những người thẩm định mở căn hộ ra, họ tìm thấy một bức tranh của nghệ sĩ người Ý Giovanni Bondini. Ông đã vẽ nên nó vào thế kỷ thứ 19. Bức tranh này đã được bán với giá 2,5 triệu đô la. Bây giờ chúng ta cùng đến một sa mạc tại Namibia nào. Ở đây, giữa những cồn cát không quá xa bờ biển, bạn tìm thấy một cái đầm phá khô cạn và một con tàu bị đắm mất một nửa trong cát. Hay nói đúng hơn thì đó là những gì còn lại của nó. Con tàu đến từ Bồ Đào Nha này có tuổi thọ khoảng 500 năm. Ngày trước nó khởi hành từ Lisbon vào năm 1533 và biến mất gần một thành phố khai thác kim cương của Namibia. Khi đi bộ giữa đống đổ nát, bạn có thể tìm thấy các bộ phận của tàu đến từ thời đó. Những thứ thú vị nhất đó là một chiếc giường chứa tiền vàng. Giá trị ròng của toàn bộ con tàu cùng với kho báu giá trị ước tính là hơn 12 triệu đô. Đống đổ nát này được các nhà địa chất phát hiện ra vào năm 2008, nhưng danh tiếng của nó chỉ mới được hé mở 8 năm sau. Và bây giờ bạn đang đi trên đường phố New York, đi qua một con hẻm vắng tối tăm, nơi bạn nhìn thấy một vài cái thùng rác. Bạn thấy một tấm vải canvas được tô màu nhô ra từ một thùng. Bạn lấy nó ra khỏi thùng rác, hóa ra đó là một bức tranh. Hình ảnh tuy không rõ ràng lắm nhưng trông thật đẹp. Vì nghĩ rằng tác phẩm nghệ thuật không được nằm trong thùng rác nên bạn mang nó về nhà. Trong 4 năm tiếp theo, bạn cố gắng tìm hiểu về bức tranh này và một ngày nọ, trên một trang web về đồ cổ, bạn phát hiện ra rằng bức tranh này là một kiệt tác nghệ thuật bị mất tích trị giá cả triệu đô. Đây là những gì đã xảy ra với một người phụ nữ đến từ New York vào năm 2003. Khi tìm thấy một bức tranh trong thùng rác, cô ngay lập tức cảm nhận được sức mạnh khởi phát từ nó. Người phụ nữ biết được bức tranh đã bị đánh cắp vào năm 1989. Cô đã trả lại nó và nhận được một phần thưởng trị giá 15.000 đô la. Bức tranh có tên Tres Personajes, được họa sĩ người Mexico Rufino Tamayo vẽ vào năm 1970. Một nhà sưu tập đã mua tác phẩm nghệ thuật này để làm quà cho vợ mình. Nhưng vài năm sau, bức tranh bị đánh cắp khi cặp đôi đang dọn đến một ngôi nhà mới. Bây giờ chúng ta hãy kết thúc hành trình này với cuộc tìm kiếm quy mô và hoành tráng nhất nhé. Hiện chúng ta đang ở đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Bạn đã sống ở một ngôi nhà cũ trong một thời gian dài và muốn trang trí lại nơi đây. Bạn vứt bỏ tất cả những gì lỗi thời đi rồi nhớ ra mình có một tầng hầm cũ. Trước đây bạn chưa bao giờ cần nó, nhưng giờ bạn quyết định biến nó thành một căn phòng. Bạn phá bỏ một bức tường và khám phá ra đường hầm dẫn xuống lòng đất. Quá phấn khích, bạn đến đó và nhận ra đường hầm không chỉ dẫn đến một căn phòng bí mật mà còn đưa bạn đến một thành phố ngầm khổng lồ. Năm 1963, một người đàn ông người Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện ra một thành phố cổ sâu như một tòa nhà 18 tầng. Nó có thể chứa khoảng 20.000 cư dân, vật nuôi và nguồn cung cấp thực phẩm. Đây không chỉ là một mê cung các đường hầm mà còn có một nhà nguyện, trường học, chuồng ngựa, nhà bếp và những đồ vật khác ám chỉ rằng đây là một nền văn minh. Thành phố được thành lập vào thời kỳ Đông La Mã hơn 1.000 năm trước. Có lẽ nó được xây dựng làm nơi trú ẩn nhằm tránh thiên tai và chiến tranh. Tuy nhiên có một điều tuyệt vời khác nữa, đó là đây không phải là thị trấn duy nhất dưới lòng đất. Nó có thể dẫn chúng ta tới nhiều đường hầm khác kéo dài vài km. Vào ngày 10 tháng 4 năm 1912, tàu INS Titanic khởi hành từ Anh. Nhưng đây không phải là màn hạ thủy của một con tàu bình thường. Tàu Titanic là tàu lớn nhất từng được chế tạo vào thời đó. Nó dài khoảng 270 mét, gần bằng kích thước của 3 sân bóng đá, tính từ thân tàu đến đỉnh của các ống khói. Con tàu cao khủng khiếp, tận 53 mét, bằng chiều cao của một tòa nhà 17 tầng. Titanic được mệnh danh là con tàu không thể chìm, và việc xây dựng nó cần đến công sức của 3.000 công nhân trong gần 3 năm. Nhưng chỉ 4 ngày sau chuyến ra khơi đầu tiên, vào lúc 11 giờ 40 phút đêm,
tàu va phải một tảng băng trôi và bị những con sóng của Đại Tây Dương nuốt chửng. Phải 2 giờ 40 phút sau, con tàu mới chìm hẳn xuống đáy. Trong số hơn 2.200 hành khách và thuyền viên, chỉ có 706 người sống sót. Xác tàu mất hút trong vòng 73 năm sau đó và che giấu nhiều bí mật dưới làn nước Đại Tây Dương lạnh giá. Nếu không có một người đàn ông nọ đã dành cả đời để khám phá biển cả, thì con tàu khổng lồ ấy có lẽ sẽ còn mất tích lâu hơn thế nữa. Người đàn ông đó là Robert Ballast. Ballast yêu thích đại dương từ thuở nhỏ. Niềm đam mê này bắt đầu khi ông mới 12 tuổi. Ông được xem bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Hai Vạn Dặm Dưới Biển của Jules Verne vào thời điểm đó. Bộ phim này có đầy đủ các yếu tố để khơi dậy trí tưởng tượng cho những người trẻ, từ cuộc phiêu lưu và những sinh vật kỳ lạ cho đến phương tiện mạnh mẽ dưới nước có tên Nautilus. Nó có thể đi tới bất cứ nơi nào trên thế giới mà bạn muốn. Kể từ giây phút đó, cuộc sống trên cạn đã không còn trong kế hoạch tương lai của Ballast nữa. Vào năm 23 tuổi, ông được bổ nhiệm vào Deep Submergence Group. Tại đây, ông đã giúp sức trong việc phát triển các kỹ thuật tìm kiếm dưới đáy đại dương. Thành tựu lớn nhất của ông là việc sáng chế Arwing, một loại tàu ngầm nhỏ, dễ di chuyển, có thể chở 3 người. Nó cũng có một cánh tay cơ khí bên ngoài, được thiết kế nhằm thu thập mẫu vật dưới nước trong khi thuyền viên vẫn an toàn và khô ráo trong tàu. Tàu ngầm Arwing nhanh chóng chứng tỏ được tính hữu dụng đối với nhiều công việc khác nhau. Ví dụ như có lần nó được sử dụng để tìm kiếm một chiếc máy bay rơi xuống biển. Nhưng Arwing cũng gặp phải nhiều sự cố. Có lần nó bị một con cá kiếm tấn công và phải nhanh chóng nổi lên mặt nước. Con cá kiếm còn mắc kẹt trong lớp vỏ bên ngoài của tàu ngầm nên đã trở thành món ngon vào bữa tối hôm ấy. Vào tháng 10 năm 1968, khi Arwing đang được hạ thủy thì dây cáp bị đứt. Sự cố này đã khiến nó lao xuống biển cùng với 3 thuyền viên trên tàu. Do con tàu nhỏ vẫn đang mở nắp nên nước ngay lập tức làm ngập khoang và nó nhanh chóng chìm xuống biển. May thay, cả đoàn đã thoát được, nhưng Arwing thì mất dạng. Thời tiết xấu đã cản trở nhiều nỗ lực tìm kiếm con tàu. Mãi một năm sau đó, con tàu mới trở lại mặt nước. Sau này, Arwing đã được cải tiến, thân tàu cứng cáp hơn nhờ Titan. Vì thế, nó có thể lặn được sâu hơn và hỗ trợ cho việc khám phá đại dương hiệu quả hơn nữa. Con tàu ngầm chuyên dụng này cực kỳ hữu ích đối với phần lớn trong số hơn 100 cuộc thám hiểm của Ballast. Người đàn ông này là một trong những cá nhân đầu tiên khám phá ra dãy núi dưới nước có tên Sóng Núi Giữa Đại Tây Dương. Và khi tìm thấy các lỗ thoát nhiệt ở Galapagos Reef vào cuối những năm 70, ông cũng đã hỗ trợ cho việc khám phá và ghi chép về quá trình hóa tổng hợp. Đây là một quá trình phức tạp, tại đó vi khuẩn sẽ sử dụng các phản ứng hóa học để tạo ra năng lượng. Nhưng khám phá lớn nhất vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Ballast khẳng định rằng ông không phải là fan cuồng của Titanic, nhưng rồi ông lại bị ám ảnh với việc tìm kiếm con tàu sau khi chứng kiến những nhà thám hiểm khác cố gắng rồi thất bại. Ông nói rằng, vào thời đó, Titanic giống như đỉnh Everest vậy. Nhiều người đã thử tìm nó. Những cá nhân mà tôi nghĩ là sẽ thành công và chắc chắn phải thành công lại bỏ tay. Ballast nghĩ đến việc tìm kiếm con tàu này từ tận năm 1973. Và 4 năm sau, ông đã ra tay. Ông sử dụng tàu cứu hộ biển sâu Sea Probe. Đây là một tàu khoang được trang bị camera và thiết bị sonar. Nhưng rồi, ông buộc phải dừng lại khi đường ống khoang bị vỡ. Cũng tại ông chưa gặp thời thôi. Vào đầu những năm 80, một công nhân khai thác dầu ở Texas tên là Chuck Grimm đã cố gắng tìm xác tàu 3 lần. Một lần nọ, Grimm đã ở ngay phía trên Titanic, nhưng thiết bị của anh không thể phát hiện ra nó. Đúng là đen thôi, đỏ quên đi. Ballast kiên nhẫn chờ đợi. Ông ấy cần một kế hoạch và cả những sự trợ giúp nữa. Vấn đề đầu tiên là lặn xuống đáy Đại Tây Dương. Mức sâu nhất ông đã từng tới trước đó là 6.100m. Chuyến đi này kéo dài 3 giờ đồng hồ. Đấy là còn chưa kể chiều về. Ballast biết mình có thể sử dụng Arwing. Tại thời điểm này, nó đã được nâng cấp bằng vỏ Titan
và có thể chống chịu sức ép của đại dương. Nhưng ông cũng cần thứ gì đó không bắt buộc mình phải xuống đáy biển cùng. Lý tưởng nhất sẽ là một tàu ngầm điều khiển từ xa, không người lái. Nhưng trước tiên, ông phải chế tạo ra nó đã. Ông đã liên hệ với chính quyền và hy vọng rằng họ sẽ hỗ trợ kinh phí cho dự án của mình. Dẫu không quan tâm đến Titanic cho lắm, nhưng những người cầm quyền vẫn sẵn lòng giúp đỡ Ballard. Tuy vậy, có một điều kiện. Trước tiên, Ballard phải tập trung vào tìm kiếm hai tàu ngầm Treasure và Scorpion đã chìm xuống đáy Đại Tây Dương vào thập niên 60. Các nhà chức trách hy vọng rằng họ có thể nghiên cứu chúng để biết được lý do tại sao hai chiếc tàu ngầm này lại chìm. Họ cũng muốn tìm hiểu xem liệu họ có thể trục vớt chúng hay để chúng lại đáy biển sẽ an toàn hơn. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ này, Ballard mới được tự do dùng khoảng thời gian còn lại trong hợp đồng để tìm kiếm tàu Titanic. Do không có ai khác tài trợ nên Ballard đành nhận lời. Thế là ông bắt tay vào việc. Đầu tiên, ông chế tạo ra hai thiết bị mới. Argo là một cái xe trượt dạng kéo, không người lái và được trang bị camera. Nó được thiết kế để chụp ảnh và quay phim nhờ một loạt những chiếc camera gắn trên đó. Argo có thể hoạt động ở độ sâu lên tới 6.100m và cũng có thể khám phá gần 98% đáy đại dương. Argo sẽ được buộc vào một con thuyền. Khi thuyền di chuyển, nó sẽ được kéo đi với trạng thái lơ lửng ngay phía trên đáy đại dương. Sau đó, camera sẽ truyền hình ảnh lên bề mặt. Thiết bị thứ hai là một phương tiện robot nhỏ có tên Jackson GR. Giống như Alvin, nó cũng được điều khiển từ xa. Nhờ đó mà thuyền viên bên trong tàu ngầm có thể lại gần các vật thể dưới nước và chụp ảnh chúng. Ballard đã sẵn sàng. Ông biết mình phải nhanh chóng tìm ra những chiếc tàu ngầm đó. Và ông đã không mất quá nhiều thời gian. Thật may mắn khi việc tìm kiếm tương đối đơn giản và ông đã hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn còn dư 12 ngày. Với gần 2 tuần để tìm kiếm con tàu Titanic, ông đã lên đường để khám phá đại dương. Ông tập trung tìm kiếm gần Newfoundland, Canada và kéo Argo men theo đáy đại dương rồi xem lại những hình ảnh mà nó chụp được. Sau vài ngày không có gì thì cuối cùng họ cũng đã tìm thấy các tấm thân tàu có đinh tán và một nồi hơi. Có phải nó không? Ngày hôm sau, một mũi tàu lớn đã lộ ra. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1985, Ballard và các thuyền viên biết được rằng họ đã tìm thấy con tàu khét tiếng. Khám phá này đã mang lại nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ballard rất phấn khích khi trở thành người đầu tiên tìm thấy nơi an nghỉ cuối cùng của Titanic. Nhưng ông cũng choáng ngợp vì nỗi tiếc thương những người đã gặp nạn trong vụ đắm. Thủy thủ đoàn đã khám phá xác tàu trong 4 ngày tiếp theo. Họ tìm thấy đài Hoa Tiêu, nơi thuyền viên lần đầu tiên phát hiện tảng băng. Ngoài ra, bằng chứng về việc con tàu khổng lồ đã vỡ làm đôi trước khi chìm cũng đã được tìm thấy. Đó chính là hai nửa của con tàu. Trên tàu có đồ đạc và dụng cụ ăn uống. Và đáng buồn thay, một số đôi giày da của những cá nhân xấu số còn nằm rải rác dưới đáy biển. Ballard thành công trong nhiệm vụ mà người khác không thể thực hiện và ngay lập tức trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới. Và có lẽ bạn đang cho rằng việc xác định được vị trí của Titanic đã là quá đủ. Nhưng Ballard lại không nghĩ thế. Vào năm 2019, ông đã tham gia giải đáp một bí ẩn khác, sự mất tích của Amelia Earhart. Earhart mong muốn được trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vòng quanh thế giới. Đáng buồn thay, bà đã biến mất ở đâu đó tại Thái Bình Dương vào năm 1937. Bà và máy bay của bà vẫn chưa được tìm thấy. Ballard hy vọng rằng may mắn với con tàu Titanic sẽ giúp ông tìm ra vị trí rơi của Earhart, nhưng chuyến thám hiểm của ông đã không mang đến kết quả. Tuy Robert Ballard đã tìm thấy nhiều xác tàu đắm hơn bất cứ ai, tuy nhiên đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Người ta ước tính rằng có hơn 3 triệu con tàu đắm dưới đáy đại dương, nhưng Ballard mới tìm thấy được 100. Giờ đây, khi đã gần 80 tuổi, ông vẫn hy vọng rằng mình sẽ khuyến khích được lớp trẻ tiếp tục công việc khám phá đại dương cùng nhiều bí ẩn của biển cả. Vào năm 1989, ông khởi động dự án học tập Jackson nhằm truyền cảm hứng cho học sinh tiểu học theo đuổi các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.
ông cũng sở hữu một tàu nghiên cứu tên E.V. Nautilus. Nó được đặt theo tên của chiếc tàu ngầm trong tiểu thuyết của Jules Verne. Đây chính là sự tôn vinh đối với câu chuyện đã truyền cảm hứng cho sự nghiệp của ông. Vào đầu những năm 2000, một chuyên gia địa chất đã thực hiện một chuyến đi thực địa đến mỏ than lộ thiên lớn nhất thế giới nằm ở Colombia. Anh ấy đã nhấc một tảng đá lên và nhìn thấy vài chiếc lá thời tiền sử in hẳn trên đó. Sau đó, anh ấy tìm thấy nhiều tảng đá hơn và các tảng đều có hoa văn giống nhau. Khi đó, cậu sinh viên chẳng hề hay biết rằng khám phá của mình sẽ giúp mô tả loài rắn lớn nhất từng sống trên trái đất. Cậu sinh viên đã đưa những phát hiện của mình cho một nhà khoa học địa phương. Người này đã gọi cho viện Smithsonian và mời họ đi săn tìm hóa thạch. Ông đã không ngạc nhiên lắm vì ông biết có hóa thạch trong các mỏ ở Sierra Leone. Quay lại năm 1990, một nhà địa chất khác đã tìm thấy một hóa thạch ở đó và mang nó về văn phòng của mình. Anh ấy không rõ nó là gì và đã gọi nó là cành cây hóa đá. Nhiều năm sau, một nhà cổ sinh vật học đã nhìn thấy hình ảnh của nhánh cây này. Ông biết đó không phải là một nhánh cây mà là xương hàm hóa thạch của một con vật. Nhà khoa học hào hứng với phát hiện này đến nỗi ông đã lặn lội bay đến Colombia. Ông muốn kiểm tra hóa thạch nhưng không ai có chìa khóa để mở tủ trưng bày bằng kính. Vì quá nóng lòng nên các nhà khoa học đã đập vỡ tủ kính và xác nhận rằng đó là hóa thạch của một con vật đã sống cách đây hàng triệu năm. Sau phát hiện của Herrera, họ biết rằng khu vực này còn có nhiều hóa thạch hơn. Nhóm nhà khoa học đã mất khoảng 2 năm để hiểu được rằng chúng là các bộ phận của một con rắn khổng lồ chứ không phải cá sấu như họ từng nghĩ do kích thước quá lớn. Họ đã cố gắng thiết lập nó bằng cách xem xét các đốt sống và xương sườn của khoảng 30 con rắn khổng lồ. Bạn có thể nghĩ rằng hóa thạch dễ dàng bị phá hủy trong một lò than lộ thiên. Nhưng trên thực tế, chúng được tìm thấy dưới lớp than, có tác dụng như một lớp phủ bảo vệ. Đáng buồn thay, các nhà khoa học không thể tìm thấy hộp sọ của Titanoboa. Không giống như bộ hàm cực kỳ khỏe nhờ cơ bắp, xương rắn khá mỏng manh. Bởi vậy, chúng thường vỡ vụn trước khi trầm tích xuất hiện trên chúng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn tìm được 3 mảnh sọ. Nhờ phát hiện này, họ đã tạo ra một bản sao kích thước đầy đủ của đầu rắn. Điều này hỗ trợ cho giả thuyết rằng nó từng là một trong những con vật săn mồi lớn nhất vào thời đó. Nếu bạn thấy hoảng thì hãy bình tĩnh nào, tôi cũng vậy. Họ cũng xác định rằng nó có liên quan đến loài chăn boa và anaconda hiện đại. Cái tên Titanoboa từ đó mà ra đời, nó có nghĩa là chăn boa khổng lồ. Con rắn to lớn được chính thức mô tả vào năm 2009. Titanoboa đã sinh sôi nảy nở mạnh mẽ vào khoảng 60 triệu năm trước, 6 triệu năm sau khi khủng long bạo chúa đi lang thang trên hành tinh. Hồi đó, nó được hưởng khí hậu của vùng Nam Mỹ, hiện là Colombia và Peru. Nó dài gần bằng một làn bowling hoặc dài gấp đôi con rắn lớn nhất còn sống ngày nay. Nó nặng bằng 4 con chăn anaconda. Nó dài và nặng như thế là nhờ một sự trùng hợp may mắn. Rắn là loài động vật máu lạnh, vì vậy chúng cần khí hậu ấm áp để sinh sống và phát triển. Đông Bắc Colombia là nơi vô cùng thích hợp. Hồi Titanoboa còn sống, nhiệt độ vào khoảng 32 độ C. Titanoboa không nhanh nhẹn lắm, đặc biệt là trên đất liền, nhưng khả năng cao nó đã dành nhiều thời gian ở trong hoặc gần mặt nước. Anh hùng của chúng ta có thể bơi với tốc độ lên đến 19 km/h. Giống như những con rắn ngày nay, nó có thể luồn lách và đổi hướng rất nhanh. Các nhà khoa học vẫn không chắc liệu nó có thể bò lên cây hay không. Các nhà cổ sinh vật học tin rằng Titanoboa có làn da hơi nâu hoặc xám. Đó là màu sắc hoàn hảo để con rắn ẩn náu trong những dòng sông nhiều bùn ở các khu rừng mưa nhiệt đới. Nhưng một lần nữa, tôi không hiểu tại sao với kích thước của nó lại phải trốn. Con rắn lớn nhất không có nọc độc, nhưng điều đó không ngăn cản nó săn bất kỳ con vật nào nó muốn. Tuy nó có thể chọn gần như mọi thứ, nhưng món khoái khẩu của nó là cá. Các nhà khoa học đã xác định điều đó dựa trên vòm miệng cũng như số lượng và loại răng của con rắn. Ngày nay, bạn không thể tái tạo chế độ ăn uống của con vật khổng lồ này vì tất cả các loài cá mà nó ăn cũng đã tuyệt chủng. Khi muốn ăn gì đó mới lạ, Titanoboa tìm đến các loài động vật bò sát. Nó rình đến gần con mồi và hạ gục chúng chỉ bằng một đòn tấn công chớp nhoáng. Vết cắn của nó có thiết kế rất đặc biệt. Cấu trúc hàm cho phép Titanoboa kẹp chặt cơ thể con mồi, vậy là không có lối thoát. Titanoboa cũng có một bộ răng mỏng và nhọn. Răng uốn cong vào trong hàm, tựa như lưỡi câu. Đặc điểm nhỏ này đã giúp Titanoboa ghi chặt con mồi và lấp kín cơ hội để con mồi chạy hoặc bơi đi. Có thể nó đã nuốt chửng cả rùa và cá sấu lớn. Bạn có cảm thấy khiếp sợ không? Nhưng chúng ta không có gì phải lo lắng vì Titanoboa đã tuyệt chủng từ lâu rồi nhỉ?
chà, về mặt lý thuyết, khi nhiệt độ trên trái đất tăng lên, rất có thể kích thước của rắn sẽ phát triển. Chúng thích nhiệt hơn bất cứ điều gì, vì vậy chúng sẽ cảm thấy thoải mái ở đây. Tất nhiên, đó sẽ là một loài rắn hoàn toàn khác, nhưng không phải là không có khả năng chúng ta sẽ thấy một con vật tương tự như Titanobo. Nhưng trước khi bạn nghĩ đến việc chạy trốn đến một hành tinh khác, hãy nhớ rằng những con rắn khổng lồ sẽ cần những thứ khổng lồ. Con rắn lớn như vậy sẽ thích quấn mình quanh thứ gì đó to lớn và nuốt chửng nó. Con người chỉ đơn giản là quá nhỏ đối với chúng. Vì vậy, trừ khi con rắn khổng lồ đang cực kỳ đói, nó sẽ không lãng phí năng lượng để tấn công một thứ quá nhỏ. Ngoài ra, giống như bất kỳ loài rắn nào khác, Titanobo có khứu giác nhạy bén và tinh tế. Có những điều kiện đặc biệt cần thiết và nhạy cảm với rung động. Quá hôi, quá ồn ào, quá lạnh, quá khô hoặc quá ẩm ướt, và con rắn sẽ không đến gần nơi này trừ khi nó hoàn toàn tuyệt vọng. Vì vậy, nếu bạn sống ở một thành phố lớn, khả năng bạn gặp một con rắn khổng lồ như Titanobo là khoảng 0%. Các vùng nông thôn thì khác, những nơi duy nhất mà con rắn khổng lồ muốn sinh sống sẽ là gần đường xích đạo. Chúng ta đã có một số loài rắn to lớn ở những vùng ấm nhất trên thế giới. Chăn Amethystin, hay ít mơ mộng hơn chăn bụi rậm, là một loài khổng lồ hiền lành. Nó là loài rắn lớn nhất ở Papua New Guinea và Úc. Nó có thể phát triển đến kích thước khổng lồ, dài 8,5 m và nặng tới 35 kg, tương đương một con chó đốm. Chăn bụi rậm khá tò mò, đôi khi chúng còn chui vào nhà của người dân ở Úc, nhưng loài này vô hại đối với con người. Thức ăn yêu thích của chúng là các loài gặm nhấm, rơi và chim, những con vật đến suối uống nước. Con chăn sẽ lặng lẽ nằm chờ đợi. Nó có cảm biến nhiệt trong hố mõm. Cảm biến nhiệt này giúp những con chăn nhìn rõ hơn động vật máu nóng mà chúng có thể sơ tái. Chăn đá châu Phi là một trong 11 loài còn sống của họ chăn này. Nó hiện là loài rắn lớn thứ hai trên hành tinh. Con rắn nâu khổng lồ này có chiều dài lên tới 6 m và có cân nặng bằng một nửa của một con gấu trúc lớn. Nó rất coi trọng các bữa ăn vì nó có thể bắt một con linh dương và nuốt trọn vào bụng. Ngay cả những con cá sấu máu lạnh cũng sợ con thú này vì nó cũng có thể dễ dàng ăn thịt cá sấu. Vào năm 1958, một nhà động vật học đã tìm thấy một con cá sấu sông Nil con dài 1 m bên trong dạ dày của một con chăn đá châu Phi. Theo nhà khoa học này, con chăn nói: "Không biết bạn thế nào chứ tôi thấy toàn bộ thứ này thật khó nuốt." Thực ra điều đó không đúng, chăn không thể nói chuyện, theo như chúng ta biết. Chăn gấm giữ kỷ lục với danh hiệu loài dài nhất trong số các loài rắn còn sống trên thế giới. Con chăn gấm lớn nhất đã được ghi vào kỷ lục Guinness Thế giới năm 2011 với chiều dài 8 m. Tên của nó là Medusa và nó sống trong một sở thú ở thành phố Kansas, Missouri. Một con chăn gấm trưởng thành có thể nuốt chửng một người. Nhưng những con rắn này thường điềm đạm và thích nằm chứ không di chuyển nhiều. Nhiều loài chăn có dạng lùn là những loài nhỏ hơn nhiều so với anh em họ trưởng thành của chúng, và chăn gấm cũng không phải ngoại lệ. Bạn có thể nuôi một bé chăn gấm dài 2 m làm thú cưng. Vâng, thế đã được coi là một dạng lùn dù cho nó cao hơn một người bình thường. Bạn biết không, tôi vẫn không thấy bớt lo lắng được chút nào cả. Bạn đã bao giờ nghe về ngôi sao kim cương có thể khiến mọi tài sản trên trái đất trở thành vô nghĩa chưa? Hay những ngôi sao lung linh với bề mặt bằng sắt cứng? Vậy hãy cùng tìm hiểu về những ngôi sao kỳ lạ ấy và thử giải mã bí ẩn của chúng nhé! Chòm sao Centaurus có ngôi sao với tên gọi Lucy in the Sky with Diamonds. Vâng, nó được đặt tên theo một bài hát của Beatles. Người ta phát hiện ra rằng ở tâm ngôi sao này là một viên kim cương khổng lồ. Chắc bạn đang thắc mắc rằng nó to đến nhường nào nhỉ? Nó được ước tính là khoảng 10 tỷ 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 carat, đó là con số bao gồm 1 số 1 và 34 số 0 theo sau. Để so sánh thì viên kim cương Hy vọng, một trong những viên kim cương lớn nhất trên trái đất, chỉ nặng 45,5 carat. Bạn có thể tưởng tượng được kích thước của chiếc nhẫn dùng để đính viên kim cương này lên không? Nó còn có khối lượng tương đương mặt trời của chúng ta. Nhưng đừng mơ mộng về khả năng sở hữu viên kim cương này. Dù cho bạn là Jeff Bezos thì bạn cũng không thể mua được nó. Theo Ronald Winston, CEO đến từ tập đoàn Harry Winston, thì viên kim cương này lớn đến mức có thể làm giá trị của thị trường sụt giảm. Vậy nên, bạn phải chấp nhận một chiếc nhẫn kim cương nhỏ hơn thế nhiều. Còn một điều thú vị nữa về ngôi sao Lucy in the Sky with Diamonds, đó là nó cực kỳ đặc. Trên thực tế,
Nó có khối lượng của mặt trời, nhưng lại gói gọn trong một vật thể có đường kính bằng 1/3 trái đất. Điều này giống như nhét một con voi vào hộp giày vậy. Tuy nhiên, dù có kích thước khổng lồ, nhưng nó lại khá lạnh, với nhiệt độ lõi chỉ khoảng 6.648 độ C. Còn nhiệt độ tại lõi của mặt trời là 14.999.982 độ C. Kể từ khi phát hiện ra Lucy in the Sky with Diamonds, người ta cũng tìm thấy một số ngôi sao tinh thể khác, vài ngôi sao có lõi kim cương với kích thước bằng trái đất. Điều này chỉ ra rằng vũ trụ chứa đầy những bất ngờ và bạn không bao giờ biết mình sẽ tìm thấy loại kho báu gì tại khoảng không rộng lớn ấy. Và đến nay, nó không phải là ngôi sao kỳ lạ duy nhất mà chúng ta đã tìm được. Không gian có rất nhiều thứ lạ lùng và khó giải thích. Ví dụ như Vega. Vega còn được gọi là Alpha Lyrae. Đây là một ngôi sao sáng nằm trong chòm Lyra. Nó là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm và dễ quan sát bằng mắt thường từ phần lớn các khu vực trên thế giới. Nhìn chung, Vega giống như một ngôi sao sáng, xinh đẹp đối với cư dân tại bán cầu Bắc. Nhưng chúng ta không hề biết rằng nó đang ẩn giấu một bí mật. Thực ra, nó đang bị nén lại. Bạn có thể thấy tốc độ quay cực nhanh của Vega khiến nó phồng ra tại xích đạo, giống như một cái bụng bia vậy. Nó quay hết một vòng trong khoảng 12,5 giờ, khá nhanh đối với một ngôi sao, và nó ném vật chất đi xung quanh eo của nó. Nó giống như đang lắc vòng vậy. Vật chất cách xa lõi của ngôi sao hơn, do đó nó ít bị trọng lực tác động. Vì vậy nó lạnh và tối tăm, dẫn tới hiệu ứng trọng lực tối. Vì vậy về cơ bản, Vega là cơn ác mộng của những chuyên gia thể dục ngoài vũ trụ. Mặc dù với dân mê ngắm sao thì nó trông vẫn tròn vì chúng ta đang nhìn từ cực của trái đất. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc khác, chúng ta sẽ thấy một quang cảnh rất khác. Nó sẽ khiến chúng ta thắc mắc rằng liệu Vega có đang lén ăn bánh donut vũ trụ không? Dù chúng ta hay đùa về vòng eo to bự ở xích đạo của Vega thì cũng không thể phủ nhận rằng nó vẫn là một trong những ngôi sao sáng và thú vị nhất trong dải ngân hà. Nhưng nếu bạn thích tìm hiểu về một thứ còn sáng hơn nữa thì cùng ngó qua siêu tân tinh nhé. Siêu tân tinh là những vụ nổ vũ trụ khổng lồ xảy ra khi các ngôi sao sắp tàn đời. Nó giống như màn pháo hoa cuối cùng trong một buổi trình diễn nhưng có quy mô vũ trụ. Trong vài giây, chúng phóng ra nhiều năng lượng hơn số năng lượng mà mặt trời của chúng ta tạo ra cả đời. Và đó chính là điều đã xảy ra với ngôi sao tiếp theo của chúng ta. Thiên thể này có một tên gọi kỳ quặc là IPFT-14HLS. Nhưng còn một điều lạ lùng nữa. Đây không phải một siêu tân tinh bình thường. Dù ngôi sao này nổ tung vào năm 2014 và đã bắt đầu phai mờ như các ngôi sao khác, nhưng gần đây nó trở lại và phát sáng một lần nữa. Đúng là ấn tượng. Và nếu điều đó chưa đủ thì nghe này. Vật thể ấy đã mờ đi và sáng lên ít nhất 5 lần, giống như một con yo-yo vậy. Cứ như thể ngôi sao ấy không thể quyết định được liệu nó muốn sáng luôn hay là nhạt nhòa theo màn đêm. Ngoài ra, khi các nhà khoa học đo phổ của siêu tân tinh này, họ phát hiện ra rằng nó phát triển chậm hơn các ngôi sao khác 10 lần. Có lẽ siêu tân tinh ấy đang tận hưởng những năm tháng vàng son của mình. Nói chung thì vật thể này đúng là một bí ẩn. Nhưng nó không phải là ngôi sao duy nhất mắc chứng 2 trong 1. Ban đầu, Mai Camelopardalis trông giống một ngôi sao bình thường. Nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, các nhà thiên văn học kết luận rằng nó là một hệ gồm 2 ngôi sao. Hai thiên thể này đang quay quanh nhau với tốc độ hơn 965.606 km/h. Đó là một hệ sao đôi liên kết, hay những ngôi sao nằm gần nhau đến mức dùng chung một lớp vỏ. Nói cách khác, chúng ở gần đến nỗi có thể hôn nhau đấy. Cặp Romeo và Juliet này là một trong những hệ sao đôi có khối lượng lớn nhất từng được biết đến. Mỗi ngôi sao nặng từ 32 đến 38 trọng lượng mặt trời. Các nhà thiên văn cũng nghĩ rằng chúng sắp sáp nhập. Nghĩa là đến một ngày,
chúng sẽ kết hợp lại thành một siêu sao khổng lồ. Wow, ai ngờ vũ trụ lại lãng mạn đến thế cơ chứ. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu một cái tên dài dòng nữa, HD140283, hay sao Methuselah. Ngôi sao nhỏ trong chòm sao Libra này đã tồn tại trong một thời gian dài. Nói chính xác hơn thì đó là một khoảng thời gian cực dài. Trước đây, các nhà khoa học nghĩ rằng nó tồn tại trước cả vũ trụ. Hãy tưởng tượng nếu điều đó là sự thật nào. Tuy nhiên, họ đã phát hiện ra rằng nó tồn tại khoảng 14,8 tỷ năm, cùng thời với vũ trụ của chúng ta. Nhưng nghe vẫn rất ấn tượng nhỉ? Ngôi sao này già đến nỗi nó có thể nhớ ra thuở vũ trụ còn thơ. Tuy vậy, cuộc sống của ngôi sao này vẫn còn đó. Nó đang bắt đầu nở ra thành một ngôi sao khổng lồ đỏ. Ngôi sao này già gân thật đấy. Và trong khi những kiến thức trên khá là dễ hiểu, thì tại sao các nhà khoa học lại đặt cho một ngôi sao nọ cái tên sao cái gì vậy nhỉ? Tôi không đùa đâu. Trước đây nó được gọi như thế đấy. Còn bây giờ nó có tên là sao Tabby. Nó còn có một cái tên khoa học hơn nhưng hơi dài dòng. Điều kỳ lạ về ngôi sao này đó là khả năng mờ đi bất thường của nó. Nó không tỏa sáng như một ngôi sao bình thường, mà nhấp nháy như ai đó bật tắt đèn pin vậy. Nó không mờ đi một chút, mà tối hơn tận 22%. Vì vậy, chắc hẳn ánh sáng từ ngôi sao này không bị một hành tinh hay thiên thể nào khác chặn lại. Các nhà khoa học đã đưa ra rất nhiều giả thuyết cho hành vi kỳ lạ này. Từ sao chổi đến bụi vũ trụ, và cả một cấu trúc siêu vật liệu ngoài trái đất. Đúng vậy. Nhưng trước khi trí tưởng tượng của bạn bay nhảy quá xa, thì hãy lưu ý rằng giải thích có lý nhất hiện tại chỉ là những đám bụi. Có lẽ ngôi sao này bị bao quanh bởi một loại đám mây bụi, và đôi khi chúng ta không nhìn thấy ngôi sao nọ rõ ràng vì đám mây này. Tuy vậy, lời giải thích này vẫn chưa được xác nhận 100%, và sao Tabby vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là dù nó hơi kỳ lạ, nhưng vì vậy nó mới trở nên hấp dẫn. Vậy đấy, cả nhà ạ. Chúng ta vẫn luôn sững sờ vì sự đa dạng và kỳ lạ của vũ trụ. Nơi đây có rất nhiều thứ để khám phá. Vậy nên hãy tiếp tục tìm tòi và tiếp tục sững sờ vì những kỳ quan của vũ trụ nhé. Ngày nay, việc săn kho tự quản chuyên nghiệp đã trở thành một trào lưu mới. Việc này đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ đông đảo người dân trên khắp thế giới vì nhiều chương trình truyền hình tập trung vào nội dung này. Nhưng không chỉ người săn nhà kho có thể trúng số độc đắc với phát hiện của mình đâu. Ở Arizona, có một cặp đôi muốn tìm một chiếc sofa nhưng không muốn mua mới hoặc trả nhiều tiền. Vì vậy, họ đã tham gia vào một buổi đấu giá. Tại đó, họ đã đấu giá thành công một chiếc sofa cũ với giá 10 đô. Vì chiếc sofa đã cũ mềm, nên cuối cùng họ lại mua được nó cùng container đựng nó. Khi rà soát kho tự quản, họ đã vô cùng bất ngờ. Họ tìm thấy một chú gấu nhồi tiền. Món đồ chơi nhỏ đó đã mang lại món hời khoảng 300.000 đô cho họ. Vào năm 2011, một người đàn ông đã vô tình tìm thấy một vật thú vị sau khi lục lọi đồ trong kho tự quản ở thung lũng San Fernando. Anh đã tìm thấy một cuốn truyện tranh đặc biệt có tên là Action Comics số 1. Người đàn ông không biết giá trị thực của cuốn truyện tranh cho đến khi anh mang nó đến nhờ chuyên gia đánh giá. Hóa ra, đây là cuốn truyện tranh đầu tiên khắc họa hình ảnh của siêu nhân. Tuy rất muốn kiếm được nhiều tiền từ cuốn truyện, nhưng anh ta buộc lòng trả lại nó cho chủ cũ. Người ta kể rằng cuốn truyện tranh bị ăn trộm từ tay của một diễn viên nổi tiếng, một người có niềm đam mê với truyện tranh và đặc biệt là siêu nhân. Diễn viên đã báo cuốn sách bị mất với công ty bảo hiểm của mình và với chính quyền, nhưng họ không tìm được nó. Cuốn truyện tranh ước tính trị giá khoảng 1 triệu đô đã tái ngộ với chủ sở hữu của mình 11 năm sau vụ trộm. Một vật cổ tuyệt vời khác đã được tìm thấy trong một kho tự quản ở Melbourne, Úc. Đó là một chiếc mô tô dòng Racer 8 van hiệu Harley Davidson đời 1927, có gắn ô tô nhỏ một chỗ. Dựa trên ý kiến của các chuyên gia, chiếc xe hấp dẫn này đã nằm đó hơn nửa thế kỷ trước khi tái xuất vào năm 2015. Sau đó,
Nó đã được rao bán và được mua với mức giá rất cao, 470.000 đô. Một số cuộc đấu giá kho tự quản rất thú vị vì bạn không biết mình sẽ tìm thấy gì trong đó. Đó là còn chưa kể bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ kho ấy. Hãy cùng đến với câu chuyện của một cặp đôi ở Long Island. Họ chỉ phải chi 100 đô cho thứ tốt nhất mà họ từng mua được. Ẩn bên trong một kho bí ẩn là chiếc xe thể thao Lotus Esprit đời 1976. Chiếc xe này đặc biệt không chỉ vì thiết kế của nó mà còn vì nó từng xuất hiện trong bộ phim năm 1977 về James Bond, The Spy Who Loved Me, Yêu Chàng Điệp Viên. Ban đầu, cặp đôi không hề biết đây là chiếc xe nổi tiếng, vì vậy họ chỉ tìm cách sửa chữa để tiếp tục sử dụng nó trong chiếc xe mới ngầu làm sao. Sau khi mang nó đến một tiệm sửa xe, họ biết được rằng chiếc xe có điều gì đó đặc biệt. Chẳng mấy chốc, họ đã khám phá ra nguồn gốc của nó và bán nó trong một cuộc đấu giá vào năm 2013. Giá ư, một con số khổng lồ, 997.000 đô la. Vào năm 2017, một người ở Nam California cũng đã tìm thấy một vật xịn sò trong kho tự quản bị bỏ hoang. Kho tự quản của anh chứa đầy video cổ điển, phần cứng game và thẻ game. Sau khi mang đi định giá, anh biết được rằng kho báu của mình trị giá hơn 50.000 đô. Vào năm 2010, một người đã trả 275 đô để mua một kho tự quản lớn, dường như chứa toàn đồ dùng đơn giản ở salon. Nhưng sau khi tìm kỹ, người này đã phát hiện ra một vật có giá trị rất lớn, một cây đàn piano Marshall and Wendell Salesman 1928. Sau khi đánh giá kỹ, người ta ước tính nhạc cụ có giá vào khoảng 10.000 đến 12.000 đô la. Công nghệ vũ trụ trong một kho tự quản bị lãng quên ư? Kho này đã được bán đấu giá ở Florida. Sau khi kiểm tra nó, người chủ nhận ra rằng nó chứa một tên lửa NASA và một chiếc đồng hồ đếm ngược. Hiển nhiên, các vật này đã bị đưa vào kho sau khi chương trình dự kiến dùng đến chúng bị ngưng. Sự việc này nhanh chóng trở nên nổi tiếng, thậm chí còn được lên TV. Người hâm mộ của các ca sĩ nổi tiếng cũng có thể tìm thấy điều bất ngờ trong kho tự quản bị bỏ hoang. Sau đây là câu chuyện về một kho chứa đồ đạc cá nhân của Aretha Franklin. Phần lớn đồ đạc của bà ấy đã được chuyển đến kho này sau khi một sự cố xảy ra tại nhà bà. Thế rồi, bà bỏ luôn chỗ đồ ấy. Sau đó, bà thừa nhận rằng mình đã quên mất chúng. Tại buổi đấu giá, các vật như túi xách, quần áo, thậm chí cả biên lai mang tên bà cũng đã được giới thiệu với công chúng. Tương tự như vậy, trong một kho tự quản từng thuộc về tài sản của cha của Michael Jackson, có hơn 250 bản thu âm chưa được phát hành. Trong thời gian ông hoàng nhập pop viết và sản xuất những bài hát đó, ông bị ràng buộc về mặt hợp đồng. Vì vậy, về nguyên tắc, không ai có quyền sở hữu hợp pháp các bài hát này. Bên cạnh đó, kho còn chứa một số lượng lớn ảnh của nam ca sĩ nổi tiếng và nhiều vật dụng cá nhân của gia đình Jackson. Một số món đồ đã được bán đấu giá, một số thì được gia đình mua lại với giá đắt đỏ. Điều này cho thấy việc thiếu thanh toán cho kho tự quản sẽ gây bất lợi cho mọi người, dù bạn có nổi tiếng đến đâu. Dù có vẻ lạ kỳ, nhưng không phải vật nào trong kho tự quản cũng vô tri vô giác đâu. Một câu chuyện kể rằng, một người đàn ông đã tình cờ thấy một con mèo khi đều đặn đến kho tự quản của mình. Ông ấy không hiểu nổi con mèo vào đó bằng cách nào và tại sao nó cứ quay lại kho. Vậy nên, ông đã mang nó về nhà. Chẳng bao giờ nghĩ bạn sẽ tìm thấy một người bạn nhiều lông trong kho tự quản nhỉ? Những câu chuyện khác về kho tự quản lại chẳng may mắn như thế. Ví dụ như trường hợp xảy ra vào năm 2011, một người đàn ông cho rằng mình sẽ dễ dàng trúng mánh nếu ăn trộm đồ có giá trị trong kho bị bỏ hoang. Nhưng khi đang mải mê nhét đồ vào túi, một nhân viên bảo vệ đã thấy cửa của kho đó bị mở. Vì không nghe thấy tiếng động gì phát ra từ bên trong nhà kho nên anh đã đóng cửa lại. Viên bảo vệ đơn giản nghĩ rằng chủ của nhà kho đã quên đóng cửa. Chẳng cần phải nói, tên trộm đã bị nhốt ở bên trong. Sau đó, khi cố trốn thoát, hắn đã bị bắt và giao cho cảnh sát. Kho tự quản rất hữu ích trong trường hợp bạn có nhiều món đồ muốn cất giữ mà không có đủ không gian tại nhà. Tuy nhiên, bạn cần biết và tuân thủ một số quy tắc vì không phải vật nào cũng an toàn hoặc hợp pháp để được cất trong kho. Lấy các phương tiện giao thông làm ví dụ, ở Mỹ, hầu hết các nhà cung cấp nhà kho chỉ chấp nhận các phương tiện đã được đăng ký đầy đủ, có bảo hiểm
và vẫn hoạt động bình thường. Quy tắc này không chỉ áp dụng đối với ô tô mà còn với xe kéo, thuyền, thậm chí xe tải. Vì vậy, bạn cần chuẩn bị và xuất trình đầy đủ giấy tờ trước khi đưa các phương tiện ấy vào nhà kho. Hiển nhiên, hàng dễ hư hỏng bị cấm, bao gồm thực phẩm cần cấp đông, thực phẩm không được phép bảo quản trong điều kiện kín khí và trong một số trường hợp cả thức ăn khô cho vật nuôi. Đa số các công ty cung cấp nhà kho đều tránh xa vật như vậy vì chúng thu hút côn trùng và các loài gặm nhấm hoặc tạo điều kiện cho vi khuẩn nấm mốc phát triển bên trong. Có lẽ bạn nghĩ rằng thực phẩm đóng hộp hoàn toàn ổn, nhưng ở hầu hết các địa điểm, loại mặt hàng này cũng bị cấm. Nguyên nhân là kho tự quản tiêu chuẩn không có cách thức cụ thể để bạn kiểm soát nhiệt độ bên trong. Một số hộp đựng thực phẩm có thể nổ trong môi trường nhiệt độ cao. Bạn cũng không được phép để cây cối trong kho tự quản đâu. Thứ nhất, cây cần ánh sáng mặt trời để phát triển. Thứ hai, cây có thể thu hút côn trùng và sâu bệnh. Hơn nữa, một số loài cây tỏa ra mùi lạ nếu không được chăm sóc đúng cách. Vì vậy, bạn chỉ nên trồng cây ở ngoài trời hoặc tặng người khác nếu không thể giữ cây trong nhà nữa. Hãy tưởng tượng rằng bạn 15 tuổi và đã chán chơi game. Để giết thời gian, bạn quyết định quay lại sở thích ngày xưa. Đó là truy tìm các thành phố đã mất của người Maya. Bạn đã nghe nói rằng một số nền văn minh cổ đại đã xây dựng các thành phố dựa trên các tròm sao. Vì vậy, bạn quyết định kiểm tra xem điều này có đúng với người Maya hay không. Bạn tìm thấy một cuốn sách chứa tất cả các tròm sao mà nền văn minh Maya tin là tồn tại. Bạn mở Google Maps và lập bản đồ mọi thành phố cổ của người Maya đã được phát hiện cho đến nay. Bạn bắt đầu thấy rằng thông tin trên rất đúng. Và quả thật, những thành phố cổ đại lớn nhất của người Maya tương ứng với những ngôi sao sáng và lớn nhất trong các tròm sao. Sự việc đang trở nên thú vị rồi đây. Khi lập bản đồ được hơn 100 thành phố cổ xưa, bạn đột nhiên nhận thấy một điều kỳ lạ. Có một khu vực trên bán đảo Yucatan ở Mexico, nơi các nhà khảo cổ học đã khai quật được hai thành phố của người Maya. Nhưng trên bản đồ tròm sao có 3 ngôi sao. Điều này có nghĩa là gần đó có một thành phố đã mất từ lâu, đang chờ được khám phá. Có thể bạn nghĩ chuyện này quá viển vông, nhưng có thật đấy. Trước đây, câu chuyện như vậy đã xảy ra với một cậu bé người Canada tên là William Gadduri. Cậu được biết đến như một thiên tài về khoa học và thậm chí đã giành được giải thưởng cho giả thuyết về tròm sao mà chúng tôi vừa nói ở trên. Khi nhận thấy bị thiếu thành phố thứ 3 trong tròm sao thứ 23 mà mình đang kiểm tra, William bắt đầu lùng sục trên mạng để tìm những bức ảnh vệ tinh có thể giúp cậu giải đáp bí ẩn này. Cậu đã xem các hình ảnh từ NASA, JAXA, một công ty vệ tinh đặt tại Nhật Bản, và Google Earth. Những hình ảnh này vẫn chưa đủ để trả lời câu hỏi của William. Vì vậy, cậu đã liên hệ với một người bạn trong cơ quan vũ trụ Canada. Người này đã cung cấp cho cậu hình ảnh vệ tinh mới nhất, trong đó có câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm. Theo những hình ảnh đó, có một khu quảng trường lớn nằm ngay biên giới của Mexico và Belize, trông giống như tàn tích của một thành phố. William đã đưa những hình ảnh này cho một chuyên gia viễn thám là tiến sĩ Armand Laroque của Đại học New Brunswick. Họ đã nghiên cứu kỹ các hình ảnh và kết luận rằng khu vực này có thể chứa 30 tòa nhà và cả một kim tự tháp lớn. Cộng đồng khoa học và khảo cổ phát cuồng với khám phá của cậu bé 15 tuổi kia. Điều này có thể là sự thật không? Cũng có cơ sở. Các thành phố Maya đã mất bắt đầu được khai quật vào giữa thế kỷ thứ 20. Kể từ đó, tàn tích của các thành phố như Tikal, Palenque và Uxmal đã được khám phá lại. Maya là một trong những nền văn minh tiền Columbus lớn nhất ở châu Mỹ. Họ bắt đầu định cư ở khu vực nói trên vào năm 1500 trước công nguyên. Các chuyên gia tin rằng, vào thời kỳ đỉnh cao, nền văn minh Maya có hơn 40 thành phố với dân số hàng triệu người, đông đúc nhỉ. Và những thành phố của họ khá thú vị. Nền văn minh của họ trải dài khắp bán đảo Yucatan của Mexico, Guatemala và Belize. Họ sống chủ yếu nhờ nông nghiệp, vì vậy họ đã phát triển một hệ thống thủy lợi phức tạp ở hầu hết các thành phố. Họ đã xây dựng rất nhiều các tòa nhà nghỉ lễ, kim tự tháp, quảng trường và thậm chí cả sân bóng. Người Maya là những người xây dựng kim tự tháp tài giỏi, nhưng họ cũng phát triển một hệ thống thiên văn tiên tiến. Với bất kỳ công nghệ cổ xưa nào có được, họ cũng có thể dự đoán vị trí chính xác của các hành tinh như sao Kim, sao Hỏa, và họ có thể dự đoán chính xác ngày xảy ra nhật thực. Đó là lý do vì sao phương pháp mà William sử dụng để khám phá thành phố Maya đã mất tích từ lâu này là khác thường, nhưng không hoàn toàn phi lý. Người Maya là những nhà thiên văn học nhạy bén,
Vì vậy không quá kỳ lạ khi họ xây dựng những công trình lớn liên quan đến bầu trời nhỉ? Và họ không phải là những người đầu tiên làm việc đó. Có một nhánh Ai Cập học nổi tiếng chuyên nghiên cứu cách các kim tự tháp Giza được xây theo đúng hướng của chòm sao Orion. Nghĩa là mỗi kim tự tháp được xây có chủ đích sao cho nó đúng hướng với một trong những ngôi sao chính của vành đai Orion. Theo William, ban đầu cậu có ý tưởng xem xét các chòm sao của người Maya vì không hiểu được vì sao họ lại xây dựng thành phố của họ ở những nơi đó. Hầu hết các thành phố lớn như Chichen Itza và Uxmal không ở gần bất kỳ con sông hay vùng nước lớn nào. Thay vào đó, chúng được xây dựng trên những vùng đất biên giới và trên đỉnh núi. Điều này khiến cậu bé 15 tuổi bối rối. Suy nghĩ tiếp theo của cậu đó là nó liên quan gì đó đến thiên văn học. William đặt tên cho thành phố mới mà cậu khám phá ra là Miệng Lửa, cũng là biệt danh của tôi đấy. Cậu thậm chí nhận được bằng khen cho công sức của mình. Tuy nhiên, giả thuyết của cậu đã gây tranh cãi rất nhiều trong cộng đồng khảo cổ học và nhiều chuyên gia về Maya đã bác bỏ những phát hiện của William. Một số nhà khảo cổ học nói rằng các giả thuyết về chòm sao của cậu quá phản khoa học. Anthony Aveni, một nhà nhân chủng học và thiên văn học nổi tiếng, gọi phương pháp của William là trí tưởng tượng sáng tạo. Ông giải thích rằng không có cách nào để biết chắc chắn các chòm sao của người Maya là gì, tất cả chỉ là lý thuyết. Một phản bác về những phát hiện của William nữa đến từ nhà Maya học David Stewart. Ông nói rằng thứ được xác định trên hình ảnh vệ tinh chỉ là một cánh đồng ngô lâu năm. Tuyên bố của ông được hỗ trợ bởi một cuộc thám hiểm diễn ra gần khu vực trên vào năm 2021 khi các nhà khảo cổ học tham gia báo cáo rằng không có gì ở đó. Tuy nhiên, chuyện một cậu bé 15 tuổi gần như đã tìm thấy một thành phố đã mất từ lâu của người Maya khá thú vị đối với tôi. Những kỹ thuật tương tự với kỹ thuật của William đang được áp dụng để khai quật các nền văn minh đã mất trên khắp thế giới. Theo nhà khảo cổ học vũ trụ Sarah Parcak, hình ảnh vệ tinh đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá các thành phố cổ ở Ai Cập và những nơi khác. Bản thân Sarah dành phần lớn thời gian trong ngày tìm kiếm các hình ảnh để tìm mọi dấu hiệu về những nơi mà cách đây rất lâu từng là thành phố. Cô ấy nói, chuyện là bất cứ khi nào bạn chôn bất cứ thứ gì, nó sẽ bị bao phủ bởi thảm thực vật, đất cát hoặc một số công trình hiện đại khác phía trên. Ví dụ, để đánh giá xem có thứ gì chôn dưới những tán cây lớn hay không, Sarah sử dụng công nghệ hồng ngoại. Một phát hiện quan trọng gần đây ở Brazil đã được thực hiện theo cách tương tự. Hình ảnh vệ tinh đã phát hiện ra một mạng lưới các chiến hào có từ năm 200 đến năm 1200. Các chiến hào này cho thấy chúng có thể chứa được khoảng 60.000 người. Trong trường hợp này, hình ảnh vệ tinh thực sự tương ứng với những gì có ở khu vực đó. Các nhà nghiên cứu của Đại học Florida đã tìm thấy một số gò đất có rãnh và hình vẽ trên mặt đất đi kèm. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy tàn dư của những bức tường được thiết kế cẩn thận, tập trung xung quanh các quảng trường, rất giống kiểu xây dựng của người Maya cổ đại. Những tiến bộ trong công nghệ vệ tinh cũng đã làm sáng tỏ những thành phố cổ xưa đã được khám phá từ lâu của người Maya như Tikal. Nằm ở trung tâm của khu rừng rậm Guatemala, Tikal được cho là thủ đô của đế chế Maya cổ đại. Vào thời kỳ đỉnh cao, nó có tầm quan trọng tương đương với các thành phố như London hay New York ngày nay. Nó bao gồm một loạt các di tích phức tạp, nhiều trong số đó được cho là nơi an nghỉ của các vị vua và tù trưởng. Người ta biết Tikal rất lớn, nhưng những khám phá gần đây cho thấy nó có thể còn lớn hơn gấp 3 lần những gì các nhà khoa học nghĩ ban đầu. Khám phá chính bao quanh một pháo đài ở ngoại ô thành phố cho biết thành phố ban đầu đã trải dài bao xa. Và những khám phá mới vẫn tiếp diễn. Năm 2017, các nhà nghiên cứu cũng đã khai quật được những manh mối mới liên quan đến nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của nền văn minh Maya. Sử dụng dữ liệu từ một nơi ở Ceiban, cách Tikal khoảng 100 km về phía tây nam, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu carbon phóng xạ từ gốm sứ và các cuộc khai quật khảo cổ để trích xuất thông tin mới về sự chấm dứt đột ngột của nền văn minh vĩ đại này. Thông tin cho thấy, thay vì sụp đổ đột ngột, nó rất có thể sụp đổ vì những làn sóng bất ổn xã hội và khủng hoảng chính trị. Những sự kiện này được cho là đã khiến các trung tâm thành phố của người Maya xuống cấp và bắt đầu gây ra sự phân tán dân số. Chả có vẻ như đây là thời điểm quan trọng để khám phá những tàn tích cổ xưa. Bạn nghĩ sao? Bạn cũng sẽ thử chứ? Nếu bạn có thể bước vào cỗ máy thời gian và quay trở lại năm 1969, bạn sẽ thấy một điều cực kỳ ngoạn mục. Những gì bạn đang nhìn không phải là các sa mạc ngẫu nhiên, đó là một trong những thác nước hùng vĩ nhất, nhưng khô eo. Vào mùa hè và mùa thu năm 1969, phía bên Mỹ của thác Niagara không có nước, nó kéo dài 6 tháng. Các nhà nghiên cứu muốn nghiên cứu mặt đá của thác. Họ sợ nó đã trở nên bất ổn do sói mòn.
Xói mòn là quá trình khi các lực tự nhiên, chẳng hạn như nước và gió, làm mòn các vật liệu đất. Ví dụ, nếu bạn thấy băng tuyết trở nên lầy lội, điều đó có nghĩa là xói mòn đang xảy ra. Ba thác nước băng qua biên giới quốc tế giữa Canada và Hoa Kỳ cùng nhau tạo nên một thứ mà chúng ta gọi là thác Niagara tráng lệ. Ba thác này là thác móng ngựa, thác Hoa Kỳ và thác mành cô dâu, theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Thác Hoa Kỳ nằm hoàn toàn ở phía Mỹ, trong khi thác móng ngựa chủ yếu ở phía Canada bị chia cắt bởi đảo Dê. Thác mành cô dâu, thác nhỏ nhất trong số chúng, nằm ở phía Mỹ nhưng tách biệt với những thác khác bởi đảo Luna. Biên giới tự nhiên của Mỹ và Canada ngầu thật nhỉ? Nhiều người không tin rằng chúng ta thực sự có thể đi ngược lại thiên nhiên hoang dã và ngăn dòng nước chảy điên cuồng như vậy. Nhưng chúng ta đã làm được. Phải mất một con đập dài 182 mét bắc qua sông Niagara khổng lồ để thực sự ngăn chặn các thác nước hùng vĩ này. Điều này có nghĩa là họ phải chuyển hướng 272.000 lít nước mỗi giây để dòng chảy còn lại đi qua thác móng ngựa lớn nhất. Vâng, các thác nằm hoàn toàn ở phía biên giới Canada. Hơn 27.000 tấn đá đã được sử dụng để xây dựng con đập đó, và hơn 1.000 xe tải đã chở tảng đá đó trở lại vào mùa hè nóng nực năm 69. Vào ngày 12 tháng 6, thác Hoa Kỳ ngừng chảy sau hơn 12.000 năm chảy liên tục. Vì vậy, thác móng ngựa sau đó đã lấy dòng chảy thêm và hấp thụ nó để làm nghiên cứu. Nhưng người dân địa phương vẫn lo lắng, họ biết rằng không thể kiểm soát được lượng nước như vậy. Họ sợ nước có thể đi theo một con đường khác và gây ra một trận lũ lụt thảm khốc. Họ lo lắng rằng khách du lịch sẽ không đến nữa nếu các đội không quản lý để làm cho thác nước chảy trở lại như trước đây. Nhưng khách du lịch vẫn tiếp tục đến, kể cả mùa hè năm đó, và họ có một cơ hội duy nhất để nhìn thấy thứ mà trước đây hay sau đó chưa ai từng thấy. Trong thời kỳ đó, thậm chí còn có một lối đi tạm thời được xây dựng cách mép thác hiện đã khô chỉ 6 mét. Nó đã giúp công nhân làm sạch đáy của nơi từng là một con sông. Vì vậy, khách du lịch có thể đến đó và khám phá khung cảnh hoang dã của thác thường nằm dưới nước, nơi đầy thù địch và hoàn toàn không thể tiếp cận được đối với du khách. Khi khám phá đáy khô của thác, các nhà nghiên cứu tình cờ phát hiện hàng triệu đồng xu khác nhau mà người ta đã ném xuống nước trong nhiều thập kỷ, có thể để thực hiện một điều ước hoặc vì một số mục đích khác. Wow, thác Niagara quả là con heo đất đại bự. Họ đã vớt lên hầu hết những đồng xu đó. Ai được giữ chúng sau đấy nhỉ? Nhưng trong vài thập kỷ qua, ngày càng có nhiều khách du lịch đến đây. Hãy tưởng tượng tất cả những thứ họ có thể tìm thấy bây giờ nào. Tất nhiên là nhiều tiền hơn, nhưng cũng có thể bị mất máy ảnh, máy bay không người lái, điện thoại di động và những thứ khác mà du khách bất cẩn có thể vô tình làm rơi xuống thác nước. Ý tưởng loại bỏ tất cả nước và biến thác Niagara thành sa mạc đã được chứng minh là có thể thực hiện được. Nhưng nó có thể cần phải được thực hiện lại. Vào năm 2020, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng hai cây cầu dành cho người đi bộ ở thác Niagara cần được thay thế hoặc sửa chữa. Không có gì ngạc nhiên vì chúng đã gần 120 tuổi rồi. Những cái cầu này nằm phía trên gần. Các chuyên gia đã thảo luận xem họ có nên chuyển hướng nước một lần nữa hay không. Mọi người nói về thác Niagara rất nhiều và một số người tin rằng chúng là một trong những thác nước cao nhất thế giới. Nhưng sự thật là không phải vậy đâu. Chúng nổi tiếng, quý giá và ngoạn mục. Nhưng khi nói về độ cao, có gần 500 thác nước khác trên toàn cầu cao hơn Niagara. Hãy lấy thác Angel ở Venezuela làm ví dụ. Chúng cao hơn 914 mét. Nhưng điều làm cho thác Niagara trở nên đặc biệt so với các thác nước khác là lượng nước chảy qua chúng. Những thác nước rất cao thường không có lượng nước lớn. Sự kết hợp giữa lượng nước khổng lồ và độ cao là điều khiến thác Niagara trở nên ngoạn mục. Ngoài ra, chúng có thể thuộc nhóm thác nước chuyển động nhanh nhất trên hành tinh của chúng ta. Sông Niagara xuất hiện sau kỷ băng hà cuối cùng, cùng với toàn bộ lưu vực hồ lớn, nên sông Niagara là một phần của nó. 18.000 năm trước, thác nước tuyệt vời này không tồn tại. Các tảng băng bao phủ khu vực Nam Ontario, chúng dày từ 1,6 đến 3 km. Khi các tảng băng di chuyển về phía Nam, chúng đã tạo ra các lưu vực của Ngũ Đại Hồ. Sau đó chúng tan chảy, giải phóng một lượng nước khổng lồ vào các lưu vực. Nói chung,
nước chúng ta uống là nước hóa thạch thôi. Chỉ 1% trong số đó tái tạo trong năm, 99% còn lại đến từ các tảng băng. Bán đảo Niagara đã không ở dưới lớp băng trong gần 12.000 năm. Khi băng tan chảy, nước bắt đầu chảy xuống qua thứ sâu này, biến thành sông Niagara, hồ Erie và hồ Ontario, phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng nước cuối cùng đã làm xói mòn các vách đá và tạo thành những thác nước ngoạn mục này. Bạn có thể nhận thấy rằng sông Niagara có màu xanh tuyệt mỹ. Màu sắc cụ thể này cho chúng ta biết sức mạnh của nước khi bị xói mòn. Mỗi phút, thác Niagara phun ra hơn 60 tấn khoáng chất hòa tan. Tất cả những thứ đó cùng với muối hòa tan và đá xay mịn tạo nên màu sắc tuyệt đẹp. Những người sống ở Mỹ và Canada, hay chính xác hơn là hơn 1 triệu người có quyền tiếp cận khu vực này, sử dụng nước của sông Niagara cho các mục đích khác nhau. Ví dụ, câu cá, lấy nước uống, thực hiện các hoạt động giải trí, bao gồm bơi lội, chèo thuyền và ngắm chim, sản xuất năng lượng thủy điện, vân vân. Nhà máy thủy điện đầu tiên trên thế giới được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, nằm ngay cạnh thác. Chẳng mấy chốc, nó bắt đầu mang lại hiệu quả vì mọi người đang nhận được điện từ nó. Nhưng dòng điện này chỉ có thể truyền đi trong phạm vi 91 mét, vậy nên nó cần được cải thiện. Nikola Tesla là người đón nhận thử thách và thực hiện những thay đổi cần thiết. Ông phát hiện ra rằng điện có thể truyền đi một quãng đường dài nếu sử dụng dòng điện xoay chiều. Ngày nay, một số nhà máy điện ở thác Niagara cung cấp tới hơn 2 triệu kW điện. Được rồi, tôi sẽ kể cho bạn nghe một điều thú vị khác. Năm 1969 không phải là lần duy nhất thác Niagara ngừng chảy. Trở lại năm 1848, nước không chảy qua thác trong 40 giờ. Thác vốn đã rất nổi tiếng đối với khách du lịch và là nguồn năng lượng hữu ích cho người dân địa phương. Vì vậy, không có gì lạ khi họ phát hoảng cả. Thiên nhiên chịu trách nhiệm cho lần này, băng đã chặn nguồn sông Niagara. Một nông dân Mỹ là người đầu tiên chú ý đến nó. Đó là ngày 29 tháng 3 và ông đã đi dạo ngay trước nửa đêm. Ngay sau đó, ông nhận ra mình không thể nghe thấy tiếng gầm mạnh mẽ của thác nước. Ông nhanh chóng đi đến mép sông và đứng đó trong sự kinh ngạc, gần như không có tí nước nào. Các nhà máy và xí nghiệp phải đóng cửa vì phụ thuộc vào nguồn nước đó. Rùa thì lang thang xung quanh, cá đã không sống sót. Một số người đi dạo dưới đáy sông, lấy những thứ nhỏ nhặt mà họ có thể tìm thấy ở đó làm quà lưu niệm. Nhưng hai ngày sau, vào ngày 31 tháng 3, mọi người nghe thấy tiếng ầm ầm từ xa phát ra từ phía thượng nguồn. Nó ngày càng gần và to hơn cho đến khi một bức tường nước xuất hiện trước mặt họ. Và một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất thế giới mà hàng triệu du khách ghé thăm hàng năm đã hoạt động trở lại, tráng lệ và cuối cùng là bất khả chiến bại như chính nó phải vậy. Ở phía đông bắc của Thái Lan, có một gia đình cá voi đá khổng lồ đang bơi qua khu rừng. Tất nhiên, chúng không phải là cá voi thật rồi. Trên thực tế, chúng là một phần của quá trình hình thành đá 75 triệu năm tuổi. Ngày xưa, vùng đất này của Thái Lan chỉ là một sa mạc. Các chuyển động của vỏ trái đất đã đẩy đá sa thạch lên và tạo ra những ngọn núi kỳ thú này. Những ai sẵn sàng dành cả ngày để đi bộ với một mạng lưới đường mòn đều có thể đến được địa danh này. Nơi đây ngày càng trở nên phổ biến hơn với khách du lịch. Một khi bạn lên được tới lưng của một con cá voi và nhìn xuống biển cây xanh bất tận bên dưới, bạn sẽ biết tại sao. Trên những cung đường đó, bạn sẽ nhìn thấy các thác nước, nhiều loài động thực vật kỳ lạ và từ trên đỉnh, bạn thậm chí có thể nhìn thẳng sang nước Lào láng giềng. Hình dạng của chúng giống như những con cá voi đang bơi lội cùng nhau. Thảo nào nơi này được gọi là Three Whale Rocks. Quả là một cách tuyệt diệu để ngắm nhìn Thái Lan trên lưng cá voi đá khổng lồ. Vào tháng 3 năm 2011, khi đang đào tại một mỏ Canada, một công nhân đã phát hiện ra một thứ gây sốc. Người này đã tìm thấy một hóa thạch gần như còn nguyên vẹn của Nodosaur. Loài khủng long đã tuyệt chủng này nặng khoảng 1.360 kg và dài tới 5,5 mét. Dù đã hơn 110 triệu năm tuổi, nhưng Nodosaur vẫn được bảo quản tốt đến mức bạn có thể thấy rõ bộ giáp nặng nề và lớp da có vảy bao phủ cơ thể nó. Người ta phải miệt mài làm việc trong suốt cả một năm mới khám phá ra được hóa thạch khó tin này. Mãi tới năm 2017, hóa thạch mới được giới thiệu tại một bảo tàng ở Canada. Thật bất ngờ, kết quả phân tích ra cho thấy
Màu da của Nodoza có khả năng ngụy trang giống như tắc kè và bướm đêm hiện đại. Cộng với gai và vẩy, nó sẽ trở thành một chiếc xe tăng biết đi. Hiện vẫn đang được nghiên cứu, con Nodoza này có thể trở thành một trong những hóa thạch quan trọng nhất được khám phá trong một thời gian dài. Chi tiết về nó sẽ giúp chúng ta khám phá thêm nhiều bí ẩn nữa của quá khứ. Bản thảo Voynich là văn bản bí ẩn nhất thế giới. Kể từ khi được phát hiện ra vào năm 1912, bản thảo này đã trở thành một bí ẩn cực lớn với bất cứ ai từng tìm hiểu về nó. Nó khắc họa rất nhiều hình ảnh kỳ lạ về thực vật ngoài hành tinh, các vật thể không xác định và các cung hoàng đạo, nhưng khía cạnh thú vị nhất của nó là chữ viết. Người ta hoàn toàn không thể giải mã được ngôn ngữ trong văn bản. Không ai biết nội dung của nó là gì, ai đã viết nó hay nó được viết ở đâu. Chúng ta còn chẳng biết liệu đó là ngôn ngữ thực sự, có người sử dụng hay chỉ được tạo ra cho văn bản này. Hình vẽ các loài thực vật khác nhau cũng gây tò mò không kém. Trong bản thảo, dù được xác định là thực vật nhưng chúng lại không trùng khớp với bất kỳ loài nào mà chúng ta biết. Một giáo sư ngôn ngữ học ứng dụng ở Anh khẳng định rằng mình đã giải mã được một số ký tự trong cuốn sách, nhưng chúng ta vẫn chưa khám phá thêm được thông tin gì về văn bản huyền bí này. Nếu bạn có cơ hội đến Úc, đừng quên ghé thăm các miệng hố bí ẩn ở Queensland, nằm ở giữa Bundaberg và Gingin. Nơi này là một trong những phát hiện khó hiểu nhất của Úc. Đúng là xứ sở kỳ lạ mà. Vào năm 1971, nơi này thuộc về một nông dân trồng bí ngòi và khoai tây. Với mong muốn mở rộng trang trại của mình, trong khi cày bừa, người nông dân liên tục đâm vào các tảng đá lớn trên cánh đồng. Quan sát kỹ hơn các tảng đá trên đường đi, anh đã tìm thấy các hóa thạch của sinh vật biển và một số miệng hố kỳ lạ. Người nông dân đã thông báo phát hiện của mình cho các giáo sư địa chất học và họ bắt đầu nghiên cứu các tảng đá. Khi các nhà địa chất đào xới khắp khu vực đó, họ phát hiện ra một lớp đá sa thạch khổng lồ và vết đất son được bao phủ hoàn toàn bởi các miệng hố. Tổng cộng có 35 miệng hố và người ta ước tính rằng lớp đất đá đó có tuổi thọ là 25 triệu năm. Các nhà khoa học nghiên cứu bí ẩn này tin rằng suối nước nóng, hoạt động trước đây của đại dương và sao băng là các nghi phạm chính đằng sau sự hình thành của các miệng hố. Và tôi muốn biết ai đã đặt tên cho các thành phố Bundaberg và Gingin. Tên nghe vui thật đó. Bây giờ là tới cỗ máy Antikythera, một chiếc máy tính cổ đại vẫn đang khiến các nhà khoa học khó hiểu với thiết kế đặc biệt của nó. Khoảng 2.000 năm trước, một con tàu Hy Lạp bị đắm ở ngoài khơi đảo Antikythera. Xác tàu được phát hiện vào năm 1900 và các thợ lặn đã trục vớt một số hiện vật cổ xưa của nó. Khi các nhà khảo cổ học phân loại các mẫu vật được phát hiện từ xác tàu, họ đã bắt gặp một vật thể chẳng trùng khớp với bất cứ thứ gì. Xác tàu thì cổ xưa, nhưng họ đã tìm thấy một thiết bị khó tin và dường như quá tân tiến về mặt công nghệ. Cỗ máy hoạt động như một chiếc máy tính, cho phép người dùng theo dõi thời gian, chuyển động của các ngôi sao, thiên thực, tuần trăng và thậm chí cả máy đếm ngược tới các sự kiện như thế vận hội với độ chính xác đáng kinh ngạc. Người ta không thể giải thích nổi vì sao một xác tàu Hy Lạp cổ xưa lại có trình độ công nghệ đến mức này. Cho đến mãi thế kỷ 14, kỹ thuật gần giống với cỗ máy này mới xuất hiện, khi đồng hồ bánh răng bắt đầu được chế tạo ở châu Âu. Làm thế nào mà thiết bị đó lại được tạo ra cách đây rất lâu, 1.400 năm trước thời đại của nó? Liệu việc con tàu bị đám ở Antikythera khiến chiếc máy tính bị mất có kìm hãm sự phát triển của công nghệ cả hàng trăm năm hay không? Trong khi đó, dãy núi Caucasus gần Biển Đen là một trong số ít các khu vực của châu Âu chưa chịu nhiều tác động của con người. Cho dù hầu hết người da trắng trên thế giới thường được gọi là chủng tộc Caucasian sao? Dẫu vậy, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều công trình cự thạch cổ đại trong khu vực này. Các công trình trông giống như ngôi nhà, được biết đến là mộ đá chứa đồ trang sức, công cụ bằng đồng và đủ loại đồ gốm. Các nhà khảo cổ không biết ai đã xây dựng chúng, tại sao họ xây dựng hay công dụng thực sự của chúng là gì. Các mộ đá có cấu trúc với hai tảng đá ở hai bên, phía trên là một tảng đá lớn làm mái, hoặc một tảng đá nhỏ hơn kẹp ở giữa, làm tường với một lỗ nhỏ chỉ có ở một mặt. Người ta còn tìm thấy cả chiếc nút bằng đá để bịt kín lại bất cứ thứ gì bên trong. Điều lạ lùng hơn nữa về mộ đá là chúng không chỉ được tìm thấy ở dãy núi Caucasus mà còn được khám phá trên khắp hành tinh ở Úc, Hàn Quốc, Colombia, Châu Phi và cả Pháp.
Vì không rõ chức năng của chúng nên các nhà khoa học chỉ có thể suy đoán. Quá trình phát hiện ra lăng mộ của vị hoàng đế đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1974 đã được ghi chép rõ ràng. Ai mà quên nổi 8.000 tượng binh lính bằng đất nung đứng canh gác ở lối vào chứ? Hầu hết các bức tượng là binh lính, mỗi tượng đều có nét mặt độc đáo riêng. Thậm chí còn có cả ngựa và xe ngựa bằng đất nung kích thước thật, chỉ để tăng sự bảo vệ cho nhà vua. Tuy nhiên, một số khu vực của lăng mộ vẫn chưa từng có ai vào. Các nhà khảo cổ lưỡng lự trong việc mở rộng phạm vi vì toàn bộ khu vực không ổn định. Bên trong biết đâu vẫn đang ẩn chứa gì đó thật diệu kỳ. Thế nhưng, không ai muốn mạo hiểm trước nguy cơ mất đi một di tích lịch sử tuyệt vời. Sau này, các nhà nghiên cứu sẽ gửi các robot tí hon vào những ngôi mộ chưa được mở để hiểu hơn về bên trong. Cho đến lúc đó, các nhà khảo cổ phải đợi thêm một thời gian nữa để biết được bí mật. Ở miền nam Costa Rica, người ta đã phát hiện ra một bộ sưu tập những quả cầu đá bí ẩn. Có hơn 300 quả rải rác khắp vùng này và vài trong số chúng rộng tới 2,1 mét. Không ai biết công dụng của chúng hay cách mà chúng được tạo ra. Nhưng chúng ta biết rằng vật liệu làm nên những quả cầu này là gabbro, một loại đá núi lửa. Việc chạm khắc các viên đá thành hình cầu nhẵn nhụi sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Các nhà nghiên cứu cho rằng có thể một nhóm người tuyệt chủng đã tạo ra chúng mà chẳng dùng công cụ gì mấy. Giả thuyết khả thi nhất là họ sử dụng các viên đá nhỏ để đục đẽo cạnh của tảng đá, sau đó dùng cát để làm phẳng các mặt. Một số người nghĩ rằng người ta áp dụng đá vào thiên văn hoặc dùng đá làm vần đánh dấu giúp chỉ đường tới một thứ gì đó. Nhưng cũng chỉ là đoán mà thôi, ý nghĩa của chúng đã mất đi cùng với nền văn minh tạo ra chúng. Ở điểm cực nam của Nhật Bản, cách Đài Loan 120 km, có khu phế tích Yonaguni. Năm 1986, di tích cổ này lần đầu tiên được một thợ lặn địa phương phát hiện trong khi đang tìm kiếm các điểm lặn mới cho khách du lịch. Khi thấy các bậc thang lớn giống như kim tự tháp, anh ấy nghĩ rằng mình đã khám phá ra một thành phố dưới nước. Một số nhà khảo cổ tin rằng công trình này có thể là dấu hiệu cho thấy một nền văn minh Thái Bình Dương hư cấu, giống như Atlantis đã biến mất dưới sóng biển hàng nghìn năm trước. Ngoài ra còn có báo cáo về các vết tích trên đá, gợi ý về việc khai thác đá. Một số người còn khẳng định rằng có hình người và động vật mờ mờ được khắc trên đó. Tuy nhiên, hầu hết các suy luận đều không có căn cứ rõ ràng. Các chuyên gia tin rằng công trình này là tự nhiên và tính đối xứng của các tảng đá đã bị phóng đại lên. Chúng không thẳng như trong báo cáo và giống đá tự nhiên, rắn chắc hơn là các khối đá chạm khác. Nói cách khác, sự tương đồng với một nền văn minh lụi tàn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ học tin rằng mình đã tìm thấy hệ thống kiến trúc cổ đại nhất trên thế giới. Theo các chuyên gia, tập hợp kiến trúc hơn 10.000 năm tuổi này được tìm thấy trong vùng từng là nơi cư trú của các cộng đồng nông dân cổ đại. Các trụ đá này cao tới 5,5 mét, có lẽ đã được sử dụng cho các sự kiện và nghi lễ xã hội. Tuy nhiên, người ta không biết nhiều về chúng. Các công trình đá to lớn này dường như được tạo nên bởi bàn tay của con người với các hình chạm khắc của nhiều loài động vật. Ở gần đó, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy dấu hiệu của nhà ở, gợi ý rằng di tích tuyệt vời này báo hiệu sự khởi đầu trong quá trình chuyển đổi sang nền văn minh hiện đại. Cổ vật Quimbaya là một trong số những tạo tác thú vị nhất từng được tìm thấy. Điều gây tò mò nhất về chúng là chúng giống với máy bay hiện đại. Chúng mang tính khí động lực học cao đến nỗi các nhà khoa học hiện đại tin rằng có lẽ chúng được sử dụng làm bản thiết kế cho một chiếc máy bay vận hành đầy đủ nào đó. Vào năm 1994, hai kỹ sư hàng không đã tạo ra các mô hình có kích thước lớn hơn của các cổ vật này. Họ đã chứng minh rằng các thiết kế này có thể bay với một chút sự trợ giúp từ động cơ hiện đại. Điều khiến người ta sửng sốt là các tạo vật này còn cổ xưa hơn chiếc máy bay đầu tiên của anh em nhà Wright hàng nghìn năm. Lại là một bí ẩn lôi cuốn nữa trong thế giới của chúng ta. Bạn có biết NASA không chỉ khám phá các ngôi sao, hành tinh, thiên hà hay lỗ đen không? Thật khó tin, nhưng cơ quan này cũng có những khám phá ngay trên trái đất, hành tinh quê hương của chúng ta đấy. Vậy, NASA gần đây đã khám phá ra điều gì? Có sự sống dưới băng không? Trong khi phân tích dữ liệu gần đây, họ đã phát hiện ra một thứ khó tin dưới lớp băng của Nam Cực. Khám phá này không chỉ thay đổi những gì chúng ta biết về hệ thống nước của trái đất, mà còn giúp ích cho việc nghiên cứu về sự sống trong không gian. Sự tồn tại của loài người có thể phụ thuộc vào sự hiểu biết về Nam Cực
và những bí mật của nó. Và những khám phá gần đây tiết lộ thông tin quan trọng về sự sống của chúng ta. Nhưng trước khi tiếp tục, hãy xem bạn biết bao nhiêu về nơi này, nơi mà nhìn đâu cũng chỉ thấy băng đá nhé. Nam Cực là một trong 7 lục địa của thế giới, nằm ở Nam Bán Cầu. Đây là lục địa lớn thứ 5 về tổng diện tích, và như vậy có nghĩa là nó gần gấp đôi nước Úc. Bạn muốn xem thiên thạch thật không? Hãy đến Nam Cực. Do khí hậu khô, Nam Cực là một trong những nơi tốt nhất để quan sát không gian. Nhưng điều tuyệt vời hơn nữa là bạn có thể tìm thấy thiên thạch trên bề mặt trắng xóa của lục địa này. Các nhà khoa học đã lấy được khoảng 45.000 thiên thạch ra khỏi băng, và họ nghĩ họ có thể nhìn thấy 300.000 thiên thạch nữa. Vì ở đó không có nhiều đá trên mặt đất, nên rất dễ phát hiện ra thiên thạch nhờ màu sắc tối của chúng. Môi trường hoang mạc khô hạn ở Nam Cực cũng giúp bảo tồn các thiên thạch này, ngay cả những thiên thạch đã rơi xuống trái đất từ hơn 1 triệu năm trước. Và bạn có thể tưởng tượng được ở Nam Cực có hoạt động núi lửa không? Hơi khó nhỉ? Nhưng đây là nơi lửa gặp băng. Tây Nam Cực là nơi có nhiều hoạt động núi lửa nhất. Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra chỉ riêng ở Tây Nam Cực đã có 138 ngọn núi lửa. Ồ, bạn nghĩ Nam Cực luôn lạnh giá, nhưng không, các vùng ven có thể lên đến mức 10 độ C. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi Nam Cực sẽ thế nào nếu không có băng chưa? Bây giờ có thể không tưởng tượng được, nhưng nơi này không phải lúc nào cũng có băng bao phủ. Tuy nhiên, đó là 34 triệu năm trước rồi, vì vậy không ai có thể nói bề mặt lục địa này sẽ như thế nào nếu không có băng. Nhưng NASA đã thay đổi điều đó. Họ đã đưa ra các mô phỏng máy tính và vẽ ra bản đồ chính xác nhất về nơi này ngày nay. Những gì họ thấy thật khó tin. Nam Cực không bằng phẳng như vẽ bề ngoài, nó khá gập ghềnh với những thung lũng, đồng bằng trập trùng và những ngọn núi cao. Nhưng mọi thứ lại khác xa với những gì họ đã phát hiện ra dưới lớp băng ở Nam Cực. Vậy đó là gì? Nổi trống lên nào! NASA đã tìm thấy 2 hồ nước mới dưới mặt băng. Và điều thú vị hơn nữa là họ đã nhìn thấy những hồ nước này từ không gian. Sao có thể? Nếu câu trả lời của bạn là vệ tinh công nghệ cao, thì đúng rồi đấy. Năm 2003, NASA đã phóng một vệ tinh có tên là ICESat. Nó đo sự cân bằng khối lượng của băng, chiều cao của đám mây và sâu khí. Vệ tinh này cũng giúp vẽ ra bản đồ không có băng của Nam Cực. Năm 2010, cơ quan vũ trụ châu Âu đã phóng vệ tinh thứ 2, CryoSat-2. Nó được dùng để theo dõi những thay đổi về độ dày của băng. Sau đó, vào năm 2018, NASA đã phóng chiếc thứ 3 là ICESat-2, tiếp nối ICESat. Nó đo độ cao của tảng băng và độ dày của băng trên biển. Đây là thiết bị laser quan sát trái đất tiên tiến nhất của NASA. Nó cũng giúp cung cấp dữ liệu chính xác nhất nữa. Và khi kết hợp với dữ liệu từ các vệ tinh khác, có thể thấy 2 hồ nước mới kia nằm gần 2 hồ nước lớn hơn. Nhưng làm thế nào mà lúc đầu lại có những hồ nước này? Độ dày trung bình của hầu hết các tảng băng ở Nam Cực là khoảng 1,9 km. Tuy nhiên, có thể dày hơn 3 km ở một số nơi, nhất là vào mùa đông. Vì vậy, bạn có thể nghĩ rằng không có gì ở dưới đó. Nhưng khoa học nói khác à nha. Gần như không thể nhìn thấy băng bằng mắt thường. Nhưng băng của Nam Cực đang chạy từ từ và liên tục theo các hướng khác nhau do áp lực và trọng lượng của chúng gây ra. Nhưng trong nhiều năm, các nhà khoa học không thể tìm ra cách nước di chuyển. Điều này bắt đầu thay đổi vào năm 2007 khi dữ liệu thu thập từ ICESat cung cấp thông tin về những gì ẩn bên dưới bề mặt. Lần đầu tiên, họ phát hiện ra cả một mạng lưới các hồ nước do băng tan kết nối dưới các dòng băng chảy xiết của Nam Cực, và có hàng trăm mạng lưới như vậy. Nhà băng học Helen Amanda Fricker của Viện Hải dương học Scripps đã phát hiện ra rằng những thay đổi độ cao mà ICESat đo được là do động lực của các hồ nước này. Chúng không giữ nước do băng tan một cách ổn định, thay vào đó, chúng đổ và xả nước liên tục qua một hệ thống đường thủy. Và lúc đó, lớp băng ở trên nâng lên và rơi xuống. Nhưng các hồ này xả nước ra đâu vậy? Đại dương, tất nhiên rồi,
và xả rất nhiều lạ đằng khác. Một nghiên cứu gần đây mà Fricker cùng tham gia đã phát hiện ra rằng lượng nước mà một hồ xả vào đại dương lên tới 750 tỷ lít chỉ trong 3 ngày. Vô số bí ẩn về cách hoạt động của thiên nhiên vẫn đang chờ được giải đáp. Nhưng việc tìm thấy hai hồ nước mới sẽ giúp các nhà khoa học có bức tranh rõ hơn về tốc độ thay đổi của băng ở Nam Cực khi khí hậu ấm lên, cũng như ảnh hưởng của việc này đến dòng hải lưu toàn cầu và sự dâng lên của mực nước biển. Chu kỳ đổ và xả nước của các hồ cũng khiến băng bị rạn nứt. Thông tin họ tìm thấy từ những hồ mới này cũng sẽ giúp hiểu rõ hơn về những thiệt hại trên bề mặt băng. Họ cũng sẽ có thể đánh giá hệ thống đổ và xả nước này ảnh hưởng đến tốc độ băng trượt vào biển và đại dương như thế nào. Và như vậy có nghĩa là họ có thể đánh giá việc nước ngọt được thêm vào thay đổi hệ sinh thái biển ra sao. Khám phá này cũng có thể gợi ý liệu có sự sống dưới lớp băng hay không. Các nhà khoa học đã khoan xuống khoảng 1068 mét băng và phát hiện ra rằng các mẫu nước lấy từ một trong các hồ nước có khoảng 10.000 tế bào vi khuẩn trên mỗi ml. Số lượng vi khuẩn nhiều như vậy là một dấu hiệu tốt, bởi vì như vậy có nghĩa là các vùng nước băng giá cũng có thể hỗ trợ các dạng sống cao hơn, ví dụ như động vật nhỏ, và một trong những hồ nước mới này thậm chí có thể là nhà của chúng. Nhưng điều thú vị nhất là các hồ mới có thể giúp họ biết liệu có sự sống trên các hành tinh khác hay không. Các nhà khoa học tin rằng bất kỳ sự sống nào bên dưới bề mặt băng của sao hỏa có lẽ cũng sẽ tuân theo các hình thức được thấy trong các hồ ở Nam Cực. Vì vậy, có khả năng họ sẽ tìm thấy thông tin mới quan trọng về kiểu sự sống có thể đã tồn tại trên hành tinh đó. Tuy nhiên, bạn sẽ không muốn ở đó trong mùa đông đâu. Nhiệt độ thấp nhất trên trái đất mà bạn có thể gặp là âm 89 độ C. Vào năm 2010, nhiệt độ thậm chí còn thấp hơn, ở mức âm 93 độ C. Và bạn có thể cảm thấy cái lạnh tồi tệ hơn nhiều do gió mạnh và khô. Bạn có biết rằng kích thước của bề mặt băng ở Nam Cực cũng thay đổi trong năm không? Nó rộng khoảng 3 triệu km vuông vào mùa hè, nhưng vào mùa đông, nó mở rộng lên tới 19 triệu km vuông. Tuy nhiên, dù có thay đổi hay không, thì nó vẫn là tảng băng lớn nhất trên trái đất. Xin lỗi, Bắc Cực người thua rồi. Bạn có biết những chú chim cánh cụt nhỏ xinh này không? Hãy xem chúng là dân địa phương, vì không có cư dân bản địa nào khác ở Nam Cực cả. Đó là vùng đất không của riêng ai, vì không quốc gia nào có chủ quyền của nơi này cả. Nhưng bạn có biết ai thực sự sở hữu nó không? Năm loài chim cánh cụt, hải cẩu và cá voi sát thủ đấy. Bất chấp điều kiện khắc nghiệt của lục địa này, bạn có thể đến thăm với tư cách là một khách du lịch đi câu cá và nghiên cứu. Có khoảng 5.000 người sống ở Nam Cực vào mùa hè tại các trạm nghiên cứu, nhưng khi mùa đông đến, con số hiển nhiên giảm xuống còn 1.000. Lớp băng của Nam Cực chiếm 70% trữ lượng nước ngọt trên thế giới. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu nó tan chảy nhé. Mực nước biển toàn cầu sẽ nâng lên gần 60 mét đấy. Ngày 10 tháng 1 năm 1992, một con tàu chở hàng khổng lồ đã ra khơi ở đâu đó giữa Thái Bình Dương. Nó gặp phải một cơn bão lớn và sóng đánh dữ dội khiến một số container trên tàu rơi xuống nước. Một container bị mở nắp và làm rơi khoảng 29.000 món đồ chơi cao su. Đó là những con vịt màu vàng, ếch và rùa màu xanh. Kể từ lúc đó, cuộc hành trình dài gần 32.000 km qua khắp các đại dương trên thế giới của chúng bắt đầu. Số lượng đồ chơi khổng lồ này đã sống sót qua nhiều năm bão tố, nước mặn, phải chạm trán với động vật biển và vô số ngày dưới cái nắng thiêu đốt. Những con vịt thậm chí đã phiêu lưu đến vùng nước băng giá ở Bắc Cực và bơi qua nơi con tàu Titanic chìm. Một số món dừng lại ở Hawaii, số khác đến bờ biển nước Anh. Nhiều người đã theo dõi hành trình của chúng suốt thời gian qua. Các nhà hải dương học đã hiểu được các dòng hải lưu nhờ sự trợ giúp của đàn vịt cao su di cư này. Mọi người viết sách về những con vịt đó. Mỗi món đồ chơi là một hiện vật và ai đó đã tìm thấy ít nhất một con trong số chúng. Một con ếch trôi dạt vào bờ biển nước Anh. Những món đồ chơi khác được tìm thấy giữa đại dương. Mọi người tìm chúng và bán với giá hàng nghìn đô. Cho đến nay, những món đồ chơi lang thang đó vẫn đang trôi ngoài kia. Lúc nào đó bạn sẽ có thể tìm thấy một con.
tôi giữ lại món đồ chơi của tôi. Bạn biết cúc đá là gì không? Đó là một loại vỏ sò cổ đại lớn có xoắn ốc trên lưng. Bờ biển Washington giấu rất nhiều hóa thạch của loài động vật này. Một ngày nọ, một nhóm các nhà khoa học đã đến đó để tìm động vật thời tiền sử này. Nhưng họ lại tìm thấy chiếc xương khổng lồ của một con khủng long chưa ai biết đến. Vấn đề là hóa thạch đó bị mắc kẹt trong một tảng đá ven biển. Các nhà cổ sinh vật học phải dùng cưa đá để lấy chiếc xương. Họ đã lôi được nó ra và biết được nó thuộc về một loài động vật sống cách đây khoảng 80 triệu năm. Đó là loài khủng long chân thú, một loài săn mồi di chuyển bằng hai chân. T-Rex và Velociraptors thuộc loài này. Không chứng minh được chính xác chiếc xương này thuộc về loài nào, nhưng các nhà nghiên cứu cho biết hậu duệ của chúng là loài chim hiện nay. Năm 2008, trên bờ biển Brighton, người ta phát hiện ra một trong những thứ có lẽ là bất thường nhất từng trôi dàn vào bờ. Đó là một mô hình người bằng Lego cao 2m. Nó nguyên vẹn và trông rất đẹp. Không biết mô hình đã dưới đại dương bao lâu và làm sao nó đến được đó. Phát hiện này đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương và chính quyền. Mô hình người Lego ở bãi biển quá thú vị, nên mọi người trong hội trường thành phố quyết định để nó ở đó. Không ai biết câu chuyện của món đồ chơi khổng lồ này. Một số người nói rằng nó đến từ Đan Mạch. Ở đó có một công viên giải trí Lego. Có lẽ món đồ chơi đến từ đó. Những người khác chắc chắn rằng nó rơi xuống từ một con tàu nào đó đi qua. Nhưng dĩ nhiên, khả năng cao nó là một phần của chiến dịch PR. Nhưng ngay cả khi không phải thì đó cũng là một cách quảng cáo độc đáo nhỉ. Năm 2010, người dân địa phương tìm thấy một cây đại trên bãi biển thuộc bờ biển Lapush, Washington. Nhiều người có thể chui được vào bên trong thân cây. Có đủ chỗ để kê giường, bàn, tivi và thậm chí tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Chiều cao của cây khoảng 60m, gần bằng kích thước của một chiếc máy bay Boeing chở khách. Ngày ấy có rất nhiều cây bị bỏ lại trên bờ, nhưng cây đại thụ này là vua trong số đó. Thủy triều dâng cao và gió dữ dội đã đưa nó vào bờ. Khu vực này thường xuyên có bão. Trong suốt thời gian này, các con sông chảy qua khu vực và tràn vào rừng, làm đổ các cây lớn. Ngoài ra, gần bãi biển có những khu vực có độ dốc cao với rừng nhiệt đới. Khi thủy triều lên, nước cuốn cây cối và đưa vào bờ. Hiện nay, người ta vẫn chưa biết chính xác loại cây đó là gì, nhưng nó giống vân sam Sitka, tuyết tùng đỏ và linh sam Douglas. Năm 2020, một con mực khổng lồ được tìm thấy trên bờ của một bãi biển ở Nam Phi. Những phát hiện như vậy rất hiếm vì mực khổng lồ sống ở vùng nước sâu và tối. Sinh vật biển này dài gần 4 mét, dài hơn một chiếc xe chở khách. Một số cá thể loài này có thể dài bằng một chiếc xe buýt. Không có gì ngạc nhiên khi các thủy thủ gọi những quái vật này là Kraken trong quá khứ xa xôi. Chúng có những xúc tu khổng lồ, miệng giống như cái mỏ và đôi mắt to nhất trong thế giới động vật. Một con mắt như vậy có thể lớn bằng một quả bóng đá. Năm 2021, một gia đình đã tìm thấy một cái chai cũ đóng trên một bãi biển ở Hawaii. Và tất nhiên, có một lời nhắn được viết cách đây 37 năm bên trong. Bức thư được viết bằng tiếng Anh. Hóa ra, học sinh tại một ngôi trường ở Nhật đã viết lời nhắn này. Năm 1984, trường đã thả khoảng 450 chiếc chai xuống biển để nghiên cứu các dòng hải lưu. Bức thư có địa chỉ và yêu cầu hãy trả lời nó. Hiện nay, có khoảng 50 chiếc chai đã được trả lại cho ngôi trường ở Nhật đó. Nhưng thông điệp được tìm thấy trên bờ biển Hawaii này là thông điệp đầu tiên kể từ năm 2002. Hãy tưởng tượng bạn đang đi dọc bờ biển thì đột nhiên nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ ở phía xa. Nó trông giống một con sao biển khổng lồ với những xúc tu lớn màu xanh đậm. Tâm của con sao biển có một màu đỏ rực kỳ lạ. Con vật được rào bằng băng keo. Xung quanh có những người mặc đồ bảo hộ. Sự việc xảy ra vào tháng 5 năm 2022 trên bãi biển Bondi, Úc. Hôm đó, các nhà báo và du khách đến bờ biển và phát hiện ra sinh vật vô danh đó chỉ là một tác phẩm điêu khắc được làm để quảng cáo cho một bộ phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ. Một hóa thạch 180 triệu năm tuổi được tìm thấy trên bãi biển Charmouth, nước Anh. Đó là một trong những phát hiện lâu đời nhất thế giới. Và nó không chỉ là một chiếc xương, mà gần như là cả bộ xương của một con thằn lằn nước khổng lồ, Ichthyosaurus. Hãy gọi hóa thạch đó là Icky. Nó dài 12 mét, bằng một chiếc xe buýt nhỏ. Chỉ riêng đầu của con thằn lằn đã dài 2 mét. Đó là chiều cao trung bình của một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, những người không phải là hóa thạch. Icky không chỉ là một những bộ xương lâu đời nhất, mà còn là một trong những bộ xương cổ đại lớn nhất từng được con người phát hiện.
Hãy tưởng tượng cách đây 180 triệu năm nó bơi trên biển hoặc đại dương và khiến tất cả các sinh vật biển khác khiếp sợ xem. Thôi cảm ơn. Ngày 16 tháng 2 năm 2020, người dân địa phương tìm thấy một con tàu chở hàng lớn bị mắc kẹt trên một bãi đá ngoài khơi một ngôi làng ở Ireland. Nó đã cũ kỹ, hoen dỉ, trên thân có nhiều lỗ và nhiều phần đã mục nát. Khá giống tôi đấy. Một ngày trước, nó không ở đó. Trên tàu không có gì đáng giá hay thú vị, chỉ có một số thùng nhiên liệu cũ. Mọi người không tìm thấy bất kỳ hồ sơ hay nhật ký gì. Ai sở hữu con tàu? Thuyền trưởng là ai? Toàn bộ thủy thủ đoàn đã ở đâu? Không ai có câu trả lời cho những câu hỏi này. Ngay sau đó, báo chí viết về con tàu và có người gọi điện cho chính quyền tự giới thiệu là chủ sở hữu. Người đó không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào vào cúp máy. Tất nhiên, không ai lấy con tàu. Nhưng sau một thời gian, người ta bắt đầu hé lộ câu chuyện về con tàu bí ẩn này. Nó được gọi là Alta. 5 tháng trước khi dừng lại trên bờ biển Ireland, người ta nhìn thấy nó ở cách đó hàng nghìn km trên vùng biển Đại Tây Dương. Hôm đó, con tàu lớn MS Protector đang đi qua vùng biển lặng thì phát hiện ra Alta. Thủy thủ đoàn của MS Protector đã cố gắng liên lạc, nhưng không ai trả lời. Ngay từ lúc đó, con tàu đã trống không. Đó là một con tàu ma. Người ta vẫn chưa biết làm cách nào mà nó có thể vượt Đại Tây Dương và đến bờ biển Ireland. Có lẽ chỉ là do may mắn. Đáng chú ý nữa là không ai khác nhìn thấy con tàu suốt thời gian qua. Nó chỉ bình lặng đi những quãng đường dài và sống sót qua những cơn bão. Nhưng sau đó có những thông tin bổ sung. Alta đã thay đổi một vài thuyền trưởng và lá cờ. Những người buôn lậu đã sử dụng nó cho những mục đích bất hợp pháp. Nó đã đến bờ biển ở châu Phi và Hy Lạp. Một ngày nọ, một số thành viên của thủy thủ đoàn đã gửi tín hiệu trợ giúp. Họ hết lương thực và nước uống. Có sự cố bên trong động cơ. Mọi người đã được cứu và con tàu vẫn lang thang giữa đại dương. Chủ nhân của nó vẫn chưa được tìm thấy. Tháng 3 năm 1974, gia đình Best gồm Gary, Antoine và con trai Terry đi dạo trong rừng thuộc khu đất của họ trên đảo Fort George. Khi tận hưởng cuộc dạo chơi mùa xuân này, họ không biết rằng hôm nay họ sẽ tìm thấy một thứ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Khi Terry đi đằng trước, cậu bé cảm thấy có gì đó kéo cậu về phía một vật thể không xác định. Không biết cảm giác đó đến từ đâu, nhưng cậu tò mò muốn đi theo thứ đang kêu gọi mình. Terry, con đi đâu vậy? Mẹ cậu gọi. Nhưng cậu phớt lờ mà điên cuồng đi tìm kiếm thứ chưa biết này. Cậu muốn có nó, cậu cần nó. Sau đó, Terry nhìn thấy thứ gì đó. Một quả cầu bạc sáng lấp lánh, lớn bằng quả bóng bowling lẫn trong bãi cỏ. Khi Terry đến gần, cậu nhận thấy nó hoàn toàn nguyên vẹn, không có hư hại hay vết bẩn nào. Terry nhặt quả cầu lên, nó khá nặng nhưng cậu giữ nó rất chặt. Con đi đâu cũng mang rác về, bố cậu cười. Terry luôn nhặt những vật thể kim loại kỳ lạ, cậu thấy chúng rất thú vị. Nó chỉ là một món quà lưu niệm, vậy thôi. Cả ba người họ nhìn quả cầu, tất cả đều bị thu hút bởi sự sáng bóng của nó. Khi về nhà, họ hào hứng thảo luận về nguồn gốc của quả cầu, tưởng tượng khả năng nó có thể là một quả đạn đại bác do những trinh tướng sử dụng, hoặc có thể nó rơi xuống từ một vệ tinh của NASA trên quỹ đạo. Khi họ về đến nhà và Terry đặt quả bóng bí ẩn trên bệ cửa sổ trong phòng của cậu bên cạnh nhiều vật trưng bày khác, và giờ nó nằm ở đó. 2 tuần trôi qua, một người bạn của Terry đến nhà. Hai cậu bé đi chơi và thay phiên nhau đánh guitar. Terry đánh một hợp âm và một sự rung động đến từ bệ cửa sổ. Hai cậu bé ngồi im lặng, sợ hãi bởi âm thanh kỳ lạ này. Chúng nhìn xung quanh để xem nó đến từ đâu. Có lẽ chỉ là một con thú có túi thôi, Terry bình tĩnh nói. Nhưng khi nhấc bích đàn lên, cậu nhìn về phía quả cầu một cách nghi ngờ. Khi đánh một hợp âm khác, Terry thấy quả cầu rung lên và lần này nó cũng phát ra âm thanh ngân nga. Terry đặt cây đàn xuống và đến gần quả cầu. Và khi cậu với lấy nó, âm thanh từ từ nhỏ dần. Giật mình, cậu đứng lên một lát trước khi gọi bố. Terry giải thích hiện tượng kỳ lạ cho bố nghe. Antoine nhìn kỹ quả cầu rồi đưa nó lên tay. Khi lắc mạnh, anh cảm thấy có thứ gì đó bên trong quả cầu đang chuyển động này. Sừng sốt, anh đặt nó xuống bàn. Sau khi được đặt xuống, quả cầu bắt đầu lăn. Đầu tiên đến cạnh bàn, sau đó đi vòng quanh. Di chuyển từ góc này sang góc khác theo hình chữ nhật, không ngừng tìm kiếm thứ gì đó, có thể là lối ra. Cuối cùng nó lại lăn vào giữa, rồi đứng im một lần nữa. Tất cả đều bối rối nhìn quả cầu di chuyển.
Antoine đặt nó xuống đất. Ngay khi chạm đất, nó lăn nhanh về phía cửa. Lần này rõ ràng là quả cầu đang muốn lăn ra ngoài. Món đồ này quá giá trị, không thể để mất, nên Terry nhanh chóng đuổi theo. Cậu chộp lấy nó trước khi nó lăn ra khỏi nhà. Cậu đặt quả cầu ở một nơi an toàn bên trong một cái hộp. Nó không thể lăn ra ngoài lần nữa. Trong những ngày sau đó, Terry đã tự mình thực hiện các thí nghiệm. Cậu nhận thấy khi ở dưới ánh sáng mặt trời, quả cầu có vẻ hoạt động nhiều hơn. Cậu cho rằng nó phản ứng với bức xạ mặt trời. Khi bị đập bằng búa, nó sẽ kêu to, như thể nó cảm nhận được cú đánh. Những điều kỳ lạ cũng xảy ra trong nhà của gia đình Best. Các cánh cửa đột nhiên đóng sầm vào ban đêm và tiếng organ kỳ lạ vang lên khắp nhà, mặc dù họ không có đàn organ. Gia đình ngồi bàn bạc với nhau về quả cầu. Họ cảm thấy nó là một thứ gì đó ngoài trái đất và họ cần lời khuyên từ chuyên gia. Các nhà chức trách đến xem xét quả cầu, họ thấy bối rối vì nó di chuyển theo cách không thể đoán được, nhưng họ không biết nó là gì và không thể đưa ra lời giải thích cho nó. Tất cả những gì họ có thể xác nhận là nó không phải đến từ hành tinh khác. Gia đình Best không đồng ý và muốn có ý kiến thứ hai. Họ gửi quả cầu cho tiến sĩ J. Allen Hynek, một nhà thiên văn học và chuyên gia về những thứ ngoài trái đất. Ông đã dành 6 tiếng để xem xét quả cầu. Qua nhiều lần kiểm tra, tiến sĩ nhận thấy quả cầu kỳ lạ này phát ra sóng vô tuyến và có từ trường riêng. Với thông tin mới này, gia đình Best đã được một phóng viên phỏng vấn. Quả cầu bí ẩn nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Câu chuyện về nó lan truyền trên khắp các mặt báo ở Mỹ và thậm chí còn lên bản tin quốc tế. Mọi người đều muốn biết thêm về quả cầu bí ẩn này. Một nhóm làm truyền hình ít lâu sau đã đến nhà Best với hy vọng nhìn tận mắt vật thể ngoài trái đất kia. Quả cầu được đặt dưới đất, nó làm trò thông thường và những người khách đứng đó không nói nên lời trước những gì họ chứng kiến. Các phóng viên đã nhờ đặt chú chó poodle của gia đình cạnh quả cầu để có thể minh họa kích thước của nó. Khi chú chó ngồi cạnh quả cầu, nó bắt đầu thút thít và lấy chân che tay, điều mà nó chưa từng làm trước đây khi ở cạnh quả cầu. Gia đình Best cảm thấy họ có một thứ rất giá trị nên đã nhờ Lloyd's of London bảo hiểm nó. Và nếu để quả cầu ở nhà, họ sẽ nhờ người ở lại trông chừng nó, đảm bảo không ai lấy cắp nó hoặc để nó lăn đi mất. Nhưng quả cầu bí ẩn của gia đình Best thực ra là gì? Khi trả lời báo chí, người phát ngôn của nhà chức trách tiết lộ quả cầu được làm từ thép không gỉ cao cấp. Mặc dù quả cầu không phải là thứ do họ làm ra, nhưng nó vẫn có khả năng được tạo ra ở một nơi nào đó trên trái đất. Nếu nó đến từ không gian, họ nói rằng nó được làm từ các nguyên tố khác nhau. Đánh giá của họ cho thấy vỏ của quả cầu dày khoảng 3cm và bên trong rỗng. Nó nặng 10kg, đúng bằng khối lượng của số thép không gỉ tương tự. Nó không có đường nối, vỏ bị mòn nhiều phần và có một dấu nhỏ hình tam giác dài 3mm. Họ chắc chắn nó chỉ là một quả bóng bằng thép. Nhưng họ muốn xác nhận thêm bằng tia X. Họ tìm thấy những hạt nhỏ bên trong. Những hạt này có thể bị kẹt trong quả cầu khi nó được sản xuất. Họ cũng giải đáp được bí ẩn của sự chuyển động kỳ lạ đó. Vì nó là một quả cầu cân bằng hoàn hảo, nên để trên một bề mặt không bằng phẳng, dù là ít nhất, cũng khiến nó lăn. Nhà Best có sàn lát đá không bằng phẳng và người ta chỉ thấy quả cầu di chuyển ở đó. Chính quyền cũng muốn cắt quả cầu ra để chứng minh nhận định của họ. Tuy nhiên, gia đình Best kiên quyết không muốn nó bị hư hại. Người ta xác định thêm rằng quả cầu chỉ là van bi một chiều bi do công ty The Bell and Gosses sản xuất. Kích thước, trọng lượng và thành phần kim loại của nó hoàn toàn khớp với thứ họ đã làm ra. Xác nhận cách nó đã đến được khu đất của gia đình Best. 3 năm trước khi phát hiện ra quả cầu, một nghệ sĩ tên là James Derlin Jones đã thu thập được vài van bi một chiều như vậy. Anh ấy thích sử dụng chúng trong các tác phẩm điêu khắc của mình. Không còn chỗ trên xe buýt, anh đặt chúng lên nóc xe. Cuộc hành trình đã đưa James đi qua khu đất của gia đình Best và trên đường đi, vài quả cầu đã tình cờ lăn xuống và bị mất. Ít nhất cho đến khi Terry thấy nó vào một ngày mùa xuân đẹp trời. Nhưng còn sóng vô tuyến và các đặc tính từ trường kỳ lạ mà tiến sĩ Hynek xác nhận thì sao? Mặc dù Antoine khẳng định đó là những gì được tìm thấy, nhưng điều đó chưa bao giờ được xác nhận là đúng với tiến sĩ Hynek. Thập niên 70 là thời kỳ hoàng kim của tất cả những thứ ngoài hành tinh và mọi thứ liên quan sẽ ngay lập tức trở nên phổ biến. Các nhà chức trách chỉ đề cao việc này bằng cách trao tiền thưởng cho những thứ được chứng minh. Tìm thấy thứ gì đó ngoài trái đất có thể chỉ là kế hoạch để nhận tiền thưởng của gia đình Best.
dưới cái nắng như thiêu đốt, giữa những cồn cát đâu đó trên sa mạc Sahara, bạn đang đi tìm một kho báu cổ xưa. Cuối cùng, bạn cũng tìm thấy một tảng đá kỳ lạ trong cát. Có kích thước to lớn, nó trông giống một cục than đen hoặc tảng đá lớn, nhưng có gì đó sáng bóng trên bề mặt, khiến tảng đá thật khác thường. Khám phá độc đáo này là vật cổ xưa nhất từng được tìm thấy trên hành tinh chúng ta. Tảng đá này được sinh ra từ rất lâu trước khi trái đất xuất hiện trong không gian. Thiên thạch bất thường được tìm thấy vào năm 2020 tại một khu vực hẻo lánh của sa mạc Sahara. Các nhà khoa học đã phân tích đồng vị của magie và nhôm trên bề mặt tảng đá và biết được nó có niên đại 4,5 tỷ năm. Hiện tại, đây là mẫu magma đến từ không gian lâu đời nhất trong lịch sử. Nó thuộc về một phôi hành tinh nhỏ chưa có đủ thời gian để hình thành một cách hoàn thiện. Chuyện này đã xảy ra rất lâu khi hệ mặt trời của chúng ta đang trong quá trình hình thành. Khi đó, có nhiều tiểu hành tinh khổng lồ đang trôi nổi trong không gian. Một số biến thành các thiên thể khổng lồ, sau này trở thành các hành tinh. Các hành tinh đá lớn nuốt chửng các hành tinh nhỏ hơn. Tảng đá là một phần của phôi hành tinh nhỏ mới bắt đầu quá trình hình thành. Tuy nhiên, một tiểu hành tinh lớn khác đã phá hủy nó. Hành tinh vỡ vụn thành hàng tỷ mảnh. Một số mảnh trở thành một phần của các hành tinh khác. Một số bay bên ngoài hệ mặt trời và một số đã lang thang trong không gian cho đến khi trái đất của chúng ta được hình thành. Sau đó, nó đâm vào bầu khí quyển của trái đất và rơi xuống vùng lãnh thổ ngày nay, được biết đến là sa mạc Sahara. Tuy được phát hiện vào năm 2020, nhưng sự xói mòn của tảng đá ngoài trái đất cho thấy có thể nó đã rơi sớm hơn nhiều. Vật thể cổ đại nặng khoảng 30kg này có vài mảnh thiên thạch khác nhau bên trong. Nói một cách dễ hiểu, đó là một loại đá núi lửa tạo thành từ dung nham. Nó đã nguội, cứng lại và kết tinh. Bởi vậy, bạn mới thấy nó lấp lánh. Các nhà khoa học hy vọng rằng việc nghiên cứu tảng đá sâu hơn sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm về cơ sở hình thành của hệ mặt trời. Tiểu hành tinh lớn nhất được phát hiện ở Mỹ là Willamette. Kích thước của nó là xấp xỉ 7,8m² và khối lượng lớn hơn 15 tấn, nặng bằng một nửa chiếc xe buýt. Vài người có thể ngồi trên bề mặt của vật thể ngoài không gian này. Nhưng điều thú vị nhất là nó không phải là một tảng đá như hầu hết các thiên thạch đã được tìm thấy. Willamette được tạo thành từ nickel và sắt. Cục kim loại khổng lồ này được phát hiện vào năm 1906. Hiện nay nó được lưu trữ tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ. Thiên thạch lớn nhất từng được tìm thấy là Hopa. Nó nằm ở Namibia và người ta chưa bao giờ thay đổi vị trí của nó vì nó quá nặng. Trọng lượng của Hopa là 60 tấn, nặng hơn cả một chiếc xe tăng. Sự kiện liên quan đến không gian tiếp theo xảy ra vào ngày 28 tháng 2 ở Tây Nam nước Anh. Hôm đó, một tia chớp thắp sáng cả bầu trời, rồi một tiếng nổ lớn. Một vài cư dân đã mở cửa nhà và nhìn thấy một đốm đen như bồ hóng trên bãi cỏ. Họ ngay lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra và báo cáo vụ việc với mạng lưới quan sát thiên thạch của Anh. Nếu bạn tìm thấy một thiên thạch, hãy báo cáo vụ việc tới một trung tâm nghiên cứu địa chất hoặc không gian nào đó càng sớm càng tốt. Tảng đá không gian nằm trên mặt đất càng lâu thì nó càng mất giá trị nhanh hơn. Mưa, bụi, tuyết, gió, nắng nóng như thiêu đốt, tất cả những yếu tố này đều làm hư hại bề mặt của thiên thạch. Điều này gây khó khăn cho việc nghiên cứu thiên thể. Thiên thạch được tìm thấy ở Anh trông giống như than đá nhưng mềm hơn và dễ vỡ hơn. Rất có thể nó từng chứa nước đóng băng. Tảng đá là một phần của một tiểu hành tinh lớn đã lao đi trong không gian khi hệ mặt trời của chúng ta còn chưa hình thành một cách hoàn chỉnh. Họ đã tìm thấy sự kết hợp độc đáo của các khoáng chất bên trong đá. Điều này giúp các nhà khoa học tìm hiểu thêm về nguồn gốc của hệ mặt trời và sự sống trên trái đất. Bây giờ chúng ta đang tới Đức, đến thị trấn nhỏ Nordlingen. Có một thiên thạch cổ đại lớn ẩn mình ở đây. Việc nhận ra thiên thạch này là rất khó, trừ khi bạn biết bí mật của thị trấn này. Bạn đang đi trên những con phố nhỏ ấm cúng và ngắm nhìn những tòa nhà có kiến trúc tuyệt đẹp. Bạn ở đây cả ngày trời và chẳng hề tìm thấy thứ gì khiến bạn liên tưởng đến một thiên thạch. Để giải đáp bí ẩn này, bạn cần ra khỏi thị trấn. Vậy là bạn leo lên một ngọn đồi cao và nhìn thấy thành phố nằm bên trong một cái hố. Trong một thời gian dài, người dân địa phương chắc như đinh đóng cột là thị trấn nằm trong miệng núi lửa đã tắt. Nếu nhìn những ngôi nhà từ một góc nhất định, bạn có thể thấy ánh sáng bất thường phát ra từ chúng. Vào giữa thế kỷ thứ 20, một nhóm các nhà địa chất đã đến đây và ngay lập tức tuyên bố rằng miệng hố này không hề giống miệng núi lửa. Thị trấn được xây dựng trên một miệng hố lớn do một thiên thạch để lại. Thiên thể khổng lồ rơi xuống đây khoảng 15 triệu năm trước. Nó nóng đến mức
bong bóng carbon bên trong lập tức biến thành những viên kim cương nhỏ. Khi xây dựng thành phố này, người ta không hề biết là mình đang dùng loại đá đắt tiền vì họ không thấy được kim cương. Người dân địa phương chẳng để tâm lắm tới việc tường thành tỏa sáng một cách bất thường dưới ánh mặt trời. Giờ đây họ tin rằng nơi này được xây dựng từ kim cương rơi từ trên trời xuống. Điểm dừng tiếp theo của chúng ta lại là nước Anh. Lần này, những tảng đá có nguồn gốc từ trái đất. Stonehenge nổi tiếng. Người ta đặt các vòng tròn đá ở đây theo một thứ tự nhất định. Ai cũng biết về công trình khảo cổ này, nhưng chẳng ai biết chắc về nguyên nhân nó được tạo ra. Một công trình khác được xây dựng từ những tảng đá bí ẩn đã được tìm thấy cách đó chỉ 2 dặm. Nó có tên là Superhenge. Nó lớn hơn, nặng hơn và chiếm nhiều không gian hơn. Mỗi tấm đá ở đây vào khoảng 4,5 mét, tương đương với chiều cao của 2 tầng nhà. Một thời, những tảng đá này đứng thẳng và tạo thành một hình bán nguyệt lớn. Nhưng vào khoảng 4.500 năm trước, có người đã đẩy chúng đổ. Đó là một trò đùa ở đại học. À, không phải đâu. Vì bị đổ nên chúng đã không được phát hiện ra trong một thời gian dài. Các nhà khoa học vẫn chưa thể giải đáp được bí ẩn về Superhenge, nhưng họ tin rằng những tảng đá dựng đứng là một phần của một công trình khổng lồ nào đó. Một số tảng đá hấp dẫn khác nằm ở phía nam của Costa Rica. Có những tảng đá to bằng một người, nhưng cũng có tảng nhỏ hơn quả bóng bowling, và tất cả chúng đều tròn vo. Những quả cầu đá khổng lồ này được con người tạo ra. Hẳn người ta đã phải dùng công cụ bằng đá để mài nhẵn trong nhiều năm thì chúng mới tròn trịa như vậy. Tuy những quả bóng này cực kỳ nặng, nhưng có thể dễ dàng lăn như quả bóng rổ. Các tảng đá có niên đại khác nhau. Một số tảng đá được tạo ra khoảng 2.500 năm trước. Phần lớn được hình thành từ magma núi lửa nóng chảy. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa biết những viên đá này được sử dụng vào mục đích gì. Chúng được tìm thấy ở các vùng khác nhau của Costa Rica, gần các thành phố lớn. Có khả năng các nền văn minh cổ đại đã đặc biệt dựng chúng nhằm thể hiện sự vĩ đại của các vị vua trong vùng. Ngoài ra, nhiều chuyên gia tin rằng các tảng đá được dùng làm công cụ nghiên cứu thiên văn học. Những người biết công dụng của các tảng đá này đã biến mất và lịch sử của những tảng đá cũng mất đi theo họ. Hãy kết thúc cuộc hành trình của chúng ta với phát hiện khảo cổ học tuyệt vời nhất. Bạn đang đi bộ qua sa mạc Peru và leo lên một ngọn đồi thấp. Bạn nhìn xuống và thấy bề mặt của ngọn đồi phủ đầy những đường kỳ lạ. Bạn đi bộ ra xa hơn và nhìn thấy một con mèo lớn ở trên đồi. Hình vẽ này được gọi là Geoglyph. Chiều dài của nó vào khoảng xấp xỉ 35 mét, bằng một nửa kích thước của máy bay Boeing thương mại. Các nhà khảo cổ học đã khám phá ra con mèo khổng lồ vào năm 2020 và phát hiện nó được tạo ra vào khoảng giữa năm 200 đến năm 100 trước công nguyên. Hình vẽ lớn này là một phần của một nhóm các bức tranh bí ẩn khác nhau. Ngoài con mèo, còn có các loài động vật, thực vật và nhiều hình dáng hấp dẫn khác. Tất cả đều được phát hiện ở sa mạc Peru. Chú mèo con được tìm thấy một cách tình cờ. Ban đầu, các nhà khảo cổ học không nhìn thấy nó bởi vì sự xói mòn tự nhiên trên sườn đồi đã gần như xóa sạch hình dáng này. Bạn dự định dành kỳ nghỉ hè ở châu Phi. Điểm đến cuối cùng là sa mạc Sahara. Nơi này nằm ở Bắc Phi, trải dài từ Đại Tây Dương đến Biển Đỏ. Bạn hào hứng được cưỡi lạc đà và tìm hiểu về nền văn hóa phong phú của khu vực này. Bạn bắt đầu một chuyến bay dài và cuối cùng bạn đã ở đây rồi. Bạn đang ở sa mạc nóng bỏng lớn nhất thế giới. Bạn có tin được là nó rộng tới 3 triệu dặm vuông không? Bạn đã sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu đầu tiên sau khi uống hàng lít nước lạnh rồi. Hướng dẫn cho bạn một sự lựa chọn, bạn có thể dành 2 tuần để tham quan một loạt các khu vực Oasis, hoặc bạn có thể giúp họ giải quyết một bí ẩn đang diễn ra tại đây. Sâu trong sa mạc, gần thị trấn Algeria này, có một bí ẩn đang chờ được giải đáp. Ở đây có một loạt các vòng tròn khổng lồ lớn trên cát, có hàng chục chiếc trải dài hàng dặm theo một đường thẳng. Các vòng tròn lần đầu tiên được xác định thông qua hình ảnh Google Earth từ vài năm trước. Mọi người đã tranh luận về chúng trong nhiều năm, nhưng dường như không ai biết câu trả lời. Điều kỳ lạ là chúng ở cách xa rất nhiều dặm so với bất kỳ thị trấn, con đường hoặc hoạt động nào của con người. Cách nhanh nhất để khám phá sự thật đằng sau những vòng tròn là đặt câu hỏi thôi. Bạn lấy cuốn sổ của mình và bắt đầu nói chuyện với người dân địa phương. Ai nấy cũng đều có ích trong tình huống này. Nhà địa lý, nhà nhân chủng học, người lớn tuổi và nhà sử học. Người đầu tiên bạn nói chuyện là một chuyên gia về bản đồ.
Bạn cần hiểu xem những vòng tròn đó có thật hay chỉ là do trục trặc của vệ tinh. Cuối cùng, bạn phỏng vấn những người chụp ảnh vệ tinh của Google Earth. Các vòng tròn thực sự có ở đó. Chúng xuất hiện trong nhiều bức ảnh từ nhiều năm nay. Vậy thì, hãy tìm hiểu tại sao chúng lại ở đó nhé. Sau 2 ngày phỏng vấn, bạn đã có được manh mối đầu tiên. Các vòng tròn có thể là kết quả của hoạt động dầu mỏ. Các chuyên gia đã giải thích tại sao điều này có thể xảy ra. Algeria là một khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên. Vì vậy, đây sẽ là một phỏng đoán hợp lý. Thông thường, để tìm hiểu xem có thứ gì đáng khai thác hay không, các công ty sẽ tiến hành khảo sát địa chấn. Khảo sát địa chấn là một cách phân tích bề mặt trái đất bằng cách gửi sóng xung kích vào lòng đất. Tùy thuộc vào cách những sóng này dội ngược trở lại, bạn sẽ biết ở đó có gì. Một chiếc xe đặc biệt có thể đã đánh dấu đất theo cách đó. Vậy, chúng ta đã làm sáng tỏ được bí ẩn chưa? Không hoàn toàn như vậy đâu. Như bạn đã biết, sa mạc Sahara là một trong những khu vực khô hạn nhất hành tinh. Nhiệt độ cao trung bình vào mùa hè là trên 40 độ C. Để tồn tại ở đó, mọi người cần tìm cách tiếp cận nguồn nước. Vì vậy, những vòng tròn này có thể là tàn tích hoặc phần còn sót lại từ các giếng nước cổ xưa. Một lần nữa, tôi muốn nói rằng đây là một phỏng đoán hợp lý. Sẵn sàng để xác thực chưa? Một số nhà nhân chủng học đồng ý rằng những vòng tròn này có thể là các Fogara cổ đại. Fogara là tên của một hệ thống tưới tiêu có niên đại 2.500 năm tuổi, thường được tìm thấy ở Bắc Phi. Nó còn được gọi là Kanat ở những nơi khác ở Bắc Phi. Người dân địa phương sẽ đào một cái giếng sâu ở một điểm cao, đủ sâu để khai thác nước ngầm. Sau đó, họ sẽ đào các trục song song ở khoảng cách đều nhau. Rồi họ sẽ đào một con kênh ngầm nối thành phố với giếng. Chỉ với sự trợ giúp của trọng lực, nước sẽ chảy từ giếng vào thành phố. Công nghệ truyền thống này cung cấp nước cho cây trồng, vật nuôi và cả con người. Giả sử các giếng này đã tạo nên những ốc đảo nhân tạo. Ngay cả tên đô thị gần nhất cũng là một dấu hiệu cho thấy điều này có thể đúng. Cái tên Fogaret Ezaoia thực ra được đặt tên theo Fogaras, các giếng cổ. Manh mối này đã được chứng minh là rất chính xác. Bạn quyết định đi du lịch tới đó để được tận mắt chứng kiến. Bạn đi xe buýt địa phương, ngồi thư giãn và tận hưởng chuyến đi. Phong cảnh ở miền Bắc Algeria có rất nhiều thị trấn cổ kính. Bạn thậm chí còn nhìn thấy tàn tích của những chiếc giếng dọc đường đi ở ngoại ô các thành phố nhỏ hơn. Khi mở hình ảnh vệ tinh của Google, bạn có thể thấy dấu vết của Kanat trên mặt đất. Đó là một loạt các hố chạy dài vài dặm. Tuy nhiên, khi đến nơi, bạn phát hiện ra mình đã sai. Dale Lightfoot, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về Kanat, cho rằng các vòng tròn đó chắc chắn không phải là Kanat. Ngay cả những hình ảnh vệ tinh cũng xác nhận sự khác biệt này. Ta đã sát với sự thật lắm rồi. Có vẻ là Kanat hoặc Fogaras sẽ không chạy theo đường thẳng. Chúng sẽ không có hình dạng như những vòng tròn. Một manh mối khác cho thấy điều này không phải như vậy và không có thị trấn nào ở cuối cả. Các vòng tròn thực sự cách xa mọi hoạt động của con người và Kanat được xây dựng rõ ràng để cung cấp nước cho các khu định cư của con người. Thôi thì, ít ra ta cũng đã cố rồi. Bạn gần như đã từ bỏ bí ẩn này, thì lại quyết định thực hiện thêm một chuyến đi thực tế nữa. Mất rất nhiều ngày chuẩn bị, xe đón, đồ ăn, trang thiết bị. Tất cả chỉ để làm sáng tỏ bí ẩn về vòng tròn Sahara mà thôi. Vào ngày đầu tiên, bạn đã lái xe hơn 99 dặm vào sa mạc. Bạn luôn tò mò muốn biết phần này của thế giới trông như thế nào. Ở đằng kia, bạn chẳng thấy gì ngoài những cồn cát màu vàng mù tạt. Tuy nhiên, bầu trời đêm khá đẹp. Bạn có thể tận mắt nhìn thấy toàn bộ dải ngân hà. Bạn dựng trại và ngủ dưới tán sao. Ngày hôm sau, căng thẳng gia tăng, không có sóng điện thoại. Ôi trời ơi! Nhưng may mắn thay, bạn đã thêm tọa độ của các vòng tròn vào Google Maps của mình. Và thật ngạc nhiên, chế độ ngoại tuyến vẫn hoạt động. Bạn theo tọa độ, nhưng rồi bạn cũng bị lạc. Bạn bắt đầu lo lắng, nghĩ rằng tất cả những điều này là vô ích. Nhưng bạn và nhóm sẽ lên xe và lái thêm vài dặm nữa qua tọa độ trên điện thoại. Sau một chuyến đi rất gồng ghềnh, bạn không thể tin vào mắt mình. Nó đây rồi, một cái hố khổng lồ được đào trên cát, được bao quanh bởi 12 lỗ nhỏ hơn. Nhìn từ trên cao, nó trông giống như một chiếc đồng hồ, nhưng tất nhiên là sẽ không có kim.
Trên mặt đất, chúng rất mờ nhạt, mờ đến mức bạn xuyên bỏ lỡ chúng. Khi tìm kiếm quanh khu vực, bạn thấy tất cả các lỗ đều có thứ tương tự nhau. Dây kim loại, dây mỏng mà bạn có thể kéo lên từ mặt đất. Chúng bị chôn sâu nên bạn bắt đầu đào. Một vật thể bắt đầu lộ diện. Nó trông giống như một quả thuốc nổ cũ vậy. Điều này chắc chắn làm bạn ngạc nhiên. Tốt hơn hết, hãy ngừng đào để tránh mọi tai nạn. Khi kết thúc cuộc khảo sát, bạn cảm thấy hài lòng nhưng vẫn tò mò. Đống thuốc nổ này có thể có ý nghĩa gì và ai đã đặt nó ở đó? Điều gì xảy ra tiếp theo là bước ngoặt trong cuộc phiêu lưu của bạn. Khi quay lại xe, bạn thấy thứ gì đó sáng lấp lánh trên mặt đất. Bạn tiếp cận món đồ đó với sự tò mò. Nó tròn và dị xét và trông giống như một hộp cá mòi ư? Nó đang làm gì ở đây vậy? Điều này có thể cung cấp cho bạn thêm manh mối về bí ẩn của vòng tròn không? Cho cẩn thận thì bạn nhặt nó lên và cho vào xe. Trở lại thành phố, các mảnh ghép bắt đầu tiết lộ câu chuyện đằng sau vòng tròn Sahara. Bạn mang ảnh và hộp cá mòi đến cho các chuyên gia địa phương xem. Họ phân tích tài liệu của bạn và đưa ra cho bạn một phán quyết hấp dẫn. Hóa ra, phỏng đoán số 1 là gần với sự thật nhất. Vậy điều gì đã xảy ra với lần đoán đầu tiên? Tại sao chúng ta cần tiếp tục đào sâu hơn? Vâng, bởi vì nó chỉ đúng một nửa thôi. Vòng tròn Sahara không phải là dấu chân lịch sử của việc khảo sát địa chấn. Quay lại thời điểm các vòng tròn được tạo ra, công nghệ này thậm chí còn chưa tồn tại. Nhưng chúng chắc chắn có liên quan đến việc thăm dò dầu mỏ. Các lỗ chứa đầy thuốc nổ là một phương pháp tìm kiếm dầu cũ. Các vòng tròn là phần còn sót lại do những công nhân khảo sát bỏ lại. Và lon cá mòi à? Chà, chúng bị bỏ lại bởi những công nhân thực hiện các vụ nổ. Bạn phải ăn chứ còn gì? Nếu xem xét chiếc lon, điều này ít nhiều xảy ra vào khoảng những năm 1950 và 1960. Vậy những vòng tròn này thậm chí còn không cổ xưa đến thế đâu. Thực ra, chúng giống các mẫu hiện đại hơn. Chà chà, hy vọng bạn vui vì đã theo dõi và giúp làm sáng tỏ bí ẩn này. Hẹn gặp lại bạn trong cuộc phiêu lưu giải quyết bí ẩn tiếp theo nhé!